Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 113. Bọn họ hai người vốn là phong môn cảnh hậu kỳ cường giả, quân ma Trần vì để ngừa vạn nhất, đặc biệt để cho bọn họ hai người tra xem. Vốn là dự định một tháng sau đó, đợi không được Diệp Thần liền rời đi, ai biết. Khi thấy Diệp Thần bên người cô gái, hắn một cặp tròng mắt hoàn toàn đổi được khó khăn xem. Ma đế nữ nhi, lại còn sống đi ra. Chuyện này để cho quân ma Trần biết, nhất định sẽ tức giận. Hải ma bên trong có cái gì, bọn họ không biết, nhưng là đi vào võ giả, cũng đã là người chết, nhưng mà. Hắn nội tâm của nàng bên trong đã hoàn toàn xốc xếch. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nếu Diệp Thần đã đi ra, bọn họ lại bắt lấy về liền có thể. Có lẽ quân ma Trần vui mừng, bọn họ nắm trong tay tài nguyên tu luyện liền càng nhiều. Càng có thể trở thành quân ma Trần dưới quyền thiết quân. Ngươi lui về phía sau, cái này hai người để ta giải quyết. Diệp Thần đưa tay ra, ngăn ở ma đế con gái trước người, lạnh lùng nói. Nhưng mà, một giây kế tiếp, tay hắn cánh tay có chút cứng ngắc. Bởi vì ở một chớp mắt kia, hắn lại chạm tới một chút mềm mại. Diệp Thần dư quang hướng ma đế con gái nhìn lướt qua, chỉ gặp đối phương trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi như lại đối với ta tái máy tay chân, ta sẽ dùng cấm kỵ phương pháp, đốt ngươi thần hồn. Diệp Thần ho khan một tiếng, bất ngờ. Chờ ta giải quyết cái này hai người nói sau. Nói xong, Diệp Thần bước ra một bước. Ma Tôn Đế cùng hai người trưởng lão, thấy Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Bọn họ trừ kiêng kỵ thiên ma chỉ một cái ra, hoàn toàn không ý kỵ Diệp Thần. Hơn nữa ngày đó thiên ma chỉ một cái, căn bản không phải thằng nhóc này thả ra. Hai người trưởng lão trái phải cùng làm, vây công Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, đồng thời nắm trong tay. Toái tinh! Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chu thiên thần ma thương vào giờ khắc này, bỗng nhiên đưa ra. Trên cánh tay hắn mặt nổi gân xanh, kinh khủng thương ý lan tràn ra. Thương ý ở trong hư không bay lượn, ngưng tụ ở chu thiên thần ma thương phía trên. Súng chưa tới, nhưng thương ý đã ngưng tụ thành thực chất tính, biến dạng hai người trưởng lão áo khoác. Hai người trưởng lão mỗi người cầm ra ma khí cuộn sạch vũ khí, hướng Diệp Thần phóng tới. Một đao một kiếm vây giết Diệp Thần, đao ý và kiếm ý bay lượn khắp nơi. Phịch! Chu thiên thần ma thương ngăn trở một kiếm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm nhất thời nâng lên. Ở một tích tắc này, trên người quy luật lực lưu động, một kiếm vung chém ra. Trong hư không, ngưng tụ thành tầng tầng hàn băng, quấn quanh ở một người trong đó hai chân. Đang bị khống chế một hơi thở thời gian, người trưởng lão kia tránh thoát hàn băng. Mặc dù chỉ có một hơi thở thời gian, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Vạn ma kinh lôi kiếm ngay tức thì rơi xuống, để cho người trưởng lão kia lui kỳ phong mang. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần sau lưng xuất hiện hai đạo thần thú hư ảnh. Bạch hổ, kỳ lân. Thanh âm chấn thiên, mang cực mạnh uy thế. Hai đầu thần thú hư ảnh vây khốn một người trưởng lão khác. Ta ngươi hai người hợp lực chém hết hư ảnh này. Thằng nhóc này có chút tà môn, trực tiếp bắt lại đầu lâu hiến tặng cho ma tôn. Không cần người sống. Hai người trưởng lão một đao một kiếm giải quyết hết sau đó, phát hiện Diệp Thần đã đưa ra chỉ một cái. Ma khí điên cuồng phun trào, thấy cái này chỉ một cái, hai người trưởng lão cả người sắc mặt đại biến. Ban đầu Diệp Thần chỉ một cái trong nháy mắt giết phong môn cảnh, ở bọn họ trong đầu, còn rành rành trong mắt. Hai người trưởng lão liếc nhìn nhau, quyết định liên thủ ngăn cản thiên ma chỉ một cái. Nếu không độc thân mà nói, tuyệt đối không đỡ được. Thân thể bọn họ phía trên kiếm ý và đao ý không ngừng bộc phát ra, lại là bước ra hai giọt máu tươi. Máu tươi cháy. Một đao một kiếm hai đạo cực hạn ánh sáng, ngay tức thì rơi xuống. Diệp Thần trong mắt nhìn hai người, giờ phút này hắn thiên ma chỉ một cái đã tạo thành. Chỉ một cái ở nháy mắt bây giờ rơi xuống và đao mang kiếm quang giao phong. Ầm, nổ vậy tiếng vang, trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh khủng dư âm, để cho Diệp Thần bóng người hơi lui về phía sau. Hắn ngược lại là đánh giá thấp hai người này thực lực. Máu tươi cháy, lại thả đến gần phong môn đỉnh cấp thực lực.
Giờ phút này sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, tiêu hao hết trong cơ thể quá nhiều năng lượng, nhưng là hắn không có dừng lại, cũng không dự định lãng phí thời gian, sử dụng mấy thanh trường kiếm. Bỗng nhiên bây giờ ném ra. Ngàn binh bảo. Thời không chi binh ở trong hư không, truyền tới ông ông tiếng vang, kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên tràn ra tới. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa, cầm toàn bộ hư không cũng nổ không ngừng chấn động. Diệp Thần trong mắt nhìn phía trước, hiện tại hai người trưởng lão tình huống gì, hắn vậy không biết, sợ rằng không tốt lắm bị. Hai người trưởng lão trong miệng, khạc ra một búng máu, bọn họ giờ phút này hôi đầu hôi kiểm, trên mình đều có tất cả lớn nhỏ thương thế. Bên trong đôi mắt nhìn Diệp Thần, bọn họ cũng sắp khí nổ. Hai người phong môn cảnh cường giả, đến hiện tại cũng không có bắt lại Diệp Thần, còn cầm bọn họ làm được bụi văng đầy người, sỉ nhục à. Dĩ nhiên bọn họ trong nội tâm càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, Diệp Thần thủ đoạn nhiều vô số kể, để cho bọn họ đều cảm giác được một chút sợ hãi. Còn không chết. Xem ra quân ma Trần phái các ngươi tới không phải là không có nguyên do. Thú hủ kiếm bỗng nhiên quơ múa đi ra ngoài, hai đạo cực hạn kiếm quang, điên cuồng xông tới. Vào lúc này, hai người trưởng lão bóng người đột nhiên biến mất ở trong hư không. Ở Diệp Thần sau lưng cảm nhận được sát cơ nồng nặc, hắn vừa quay người, Chu Thiên Thần ma thương trực tiếp đâm ra đi. Một phát bắn ra, hắn xuyên thấu một người trưởng lão khác bụng. Thú hủ kiếm ngập trời ma khí, phun tràn ra. Phịch, một đoàn xương máu bùng nổ. Ma tôn đế cung một người trưởng lão, chết. Một người trưởng lão khác, tay cầm lợi kiếm, hoàn toàn đổi được điên cuồng, từng kiếm một quơ múa ra. Diệp Thần nâng lên trong tay thú hủ kiếm để ngăn cản, bóng người không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, hồn kỹ trực tiếp thi triển. Trưởng lão kia chậm một giây. Con người phóng đại. Ngươi lại vẫn là hồn tu. Làm sao có thể? Lời nói còn không có rơi xuống, Chu Thiên Thần ma thương vào lúc này trực tiếp nâng lên, một nhát thương đâm phá ngực hắn. Phốc suy. Cuối cùng một người trưởng lão, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, cả người bóng người lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Hắn bây giờ đã bị thương, muốn đánh chết Diệp Thần mà nói, có chút không thực tế. Diệp Thần thấy một màn này. Cả người trực tiếp xông tới, tuyệt đối không thể để cho ma tôn đế cung trưởng lão rời đi. Như nếu không, đến lúc đó quân ma Trần nhất định sẽ biết. Hắn ở ma vực tình cảnh, sẽ thành được hơn nữa nguy hiểm. Từng đạo cực hạn kiếm quang không ngừng quơ múa đi ra ngoài, ma tôn đế cung trưởng lão không ngừng né tránh. Hắn tốc độ đã phát huy đến trình độ cao nhất, bất quá Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ phía sau không ngừng theo sát. Muốn rời khỏi mà nói. Sợ rằng chẳng phải dễ dàng. Ma tôn đế cung trưởng lão cắn răng một cái, ngón tay bắt pháp quyết, cả người lại đốt đốt. Chung quanh thiên địa ma khí toàn bộ tràn vào hắn thân thể. Vì còn sống, dù là hao tổn tự thân hết thảy, cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần cau mày, vốn là cũng đã gần muốn đuổi kịp, như vậy mà tay đối phương đoạn chân thực quá quỷ dị, đã dần dần và hắn kéo ra khoảng cách. Lại nghĩ đuổi theo đã không thực tế. Chỉ có thể đường cũ trở về. Đến lúc đó nếu đây là kế điệu hổ ly sơn, vậy ma đế con gái liền nguy hiểm. Diệp Thần hồi về chỗ cũ. Ma đế nữ nhi một mực tại chỗ chờ đợi, gương mặt của nàng còn có chút ửng đỏ. Tiếp theo, chúng ta đi nơi nào? Diệp Thần mở miệng nói, đúng rồi, người tên gọi là gì? Ma đế con gái nhìn Diệp Thần một mắt, mở miệng nói, Mộ Yên. Cực kỳ đơn giản. Còn như chúng ta đi nơi nào, có một chỗ, ta nhất định phải đi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, đâu? Ma Đạo Tông. Bọn họ còn sống tin tức, khẳng định sẽ truyền tới quân ma Trần nơi đó. Đến lúc đó toàn bộ ma tộc võ giả, cũng sẽ đuổi giết bọn họ. Dọc theo đường đi Mộ Yên giới thiệu một chút Ma Đạo Tông sự việc. Ma Đạo Tông Tông chủ, đã từng là ma đế bộ hạ, thượng cổ cuộc chiến bị trọng thương. May mắn sống sót sau mai danh ẩn tính, ở ma tộc thành lập Ma Đạo Tông. Vẫn muốn báo thù. Chỉ tiếc quân ma Trần thủ đoạn thông thiên. Vạn năm qua, căn bản không có tư cách báo thù. Diệp Thần hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, quyết định nghe theo Mộ Yên ý kiến. Cùng lúc đó, Ma Tôn Đế Cung,
chạy mất người trưởng lão kia đi tới quân ma Trần Đại Điện. Giờ phút này hắn thực lực đã rơi xuống, lại là cả người nhuốm máu. Cuộc đời này vô vọng lại đột phá đến thái hư. Trưởng lão hồi báo xong sau này, quân ma Trần nhướng mày một cái, con ngươi phạm lạnh, giá trị của ngươi đến nơi này. Hai cái cường giả như vậy lại để cho Diệp Thần đánh chết một người, hoàn thành công chạy khỏi, chính là một tên phế vật. Nếu như thái hư cảnh hắn còn sẽ lưu lại, nhưng đã rơi xuống tu vi, không có bất kỳ tất phải tiếp tục còn sống. Ma ảnh. Quân ma Trần vừa mở miệng, ở hắn sau lưng xuất hiện một cái màu máu bóng người. Ma ảnh cả người áo bào đen, mang một cái mặt nạ, không thấy rõ gò má. Bọn họ chắc còn ở ma tộc, hiện tại, ta cho ngươi hết thảy quyền hạn, ngươi đi tìm Diệp Thần và ma đế con gái, như là không thể còn sống mang về, trực tiếp đánh chết, quá mức cầm lệnh bài, ma tôn đế cung chi nhánh thế lực, cũng sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Ma ảnh bắt được lệnh bài, lĩnh mệnh sau này trực tiếp biến mất ở trên không khí bên trong. Quân ma Trần ngồi một mình ở cung điện phía trên, cau mày. Diệp Thần một ngày không chết, đối với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Vạn nhất ngày nào đó ma đế sống lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Quân ma Trần phải cầm ẩn bên trong uy hiếp, bóp chết ở nôi bên trong. Giờ khắc này hắn nội tâm lại có một chút sợ hãi. Ma đế bóng mờ vẫn ẩn núp ở trong lòng của hắn, vẫy không đi. Diệp Thần phải chết. Dọc theo đường đi Diệp Thần và ma đế nữ nhi giả gắn hơi thở, điên cuồng đi đường. Ma đạo tông khoảng cách ma tôn đế cung vạn dặm, bọn họ hai người điên cuồng đi đường, chỉ tiêu hao một ngày thời gian, liền đã tới ma đạo tông bên ngoài. Ma đế nữ nhi cầm ra một quả lệnh bài, trên đó viết một cái đế chữ. Làm lệnh bài xuất hiện một khắc kia, chung quanh ma khí không ngừng tràn vào. 15p thời gian. Xuất hiện một người đàn ông trung niên, đang là ma đạo tông tông chủ. Ngài là điện hạ. Giờ phút này ma đế nữ nhi đã khôi phục vốn là khuôn mặt, đầu đeo khăn che mặt, chứ không thấy rõ dung nhan, nhưng là khí tức trên người và lệnh bài trong tay, để cho ma đạo tông tông chủ xác định. Nhất định là ma đế nữ nhi. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Ma đế nữ nhi trực tiếp mở miệng. Ma đạo tông tông chủ nhẹ khẽ gật đầu, mang hai người đi tới một nơi mật thất. Điện hạ, người lại vẫn còn sống, nếu như ma đế đại nhân ở đời, nhất định sẽ thật cao hứng. Ma đạo tông tông chủ, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt, Diệp Thần một mực ở bên cạnh xem xét. Một khi hắn có bất kỳ không đúng, liền sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt. Đi qua thời gian dài như vậy, ai biết còn đối với ma đế phải chăng trung thành. Nếu như quân ma Trần con rối, vậy thì phiền toái. Tiếp theo ma đế nữ nhi và tông chủ trò chuyện một ít chuyện tình, Diệp Thần một mực ở một bên lẳng lặng nghe. Một nén hương sau này, hai người từ trong mật thất mặt đi ra, bất quá đã hoàn toàn biến thành ngoài ra hai người. Bọn họ quyết định trước tiên ở ma đạo tông ẩn núp, trở thành một người đệ tử, sống lại ma đế sự việc, không thể cuống cuồng. Thời gian kế tiếp. Quân ma Trần tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm bọn họ. Thậm chí rất có thể đi tới nơi này. Ở ma tộc vốn là đã hủy bỏ Diệp Thần truy nã, hoàn toàn xuất hiện lại đang lúc mọi người tầm mắt. Vốn là ma tộc võ giả lấy là, ma tôn đế cung đã giải quyết hết Diệp Thần, nhưng mà bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải như vậy. Ma tôn đế cung lại thất thủ. Ở ma đạo tông 3 ngày trong thời gian mặt, Diệp Thần cũng đang lo lắng như thế nào sống lại ma đế. Đơn độc có ma đế máu tươi vẫn không thể hoàn toàn sống lại. Chủ yếu nhất là sống lại ma đế, nhất định sẽ đưa tới thiên đạo cung và quân ma Trần. Dị tượng kia tất nhiên chấn động thiên địa. Nghịch thiên mà đi, thiên đạo khẳng định sẽ hạ xuống lôi kiếp. Huống chi sống lại vẫn là ma đế, và thiên đạo có thủ oán. Thiên đạo làm sao có thể trơ mắt nhìn ma đế sống lại. Nói không chừng khi đó, thiên đạo bản thể cũng sẽ xuất hiện. Diệp Thần, ta dự định đi tìm phụ thân trước khi bộ hạ cũ. Dưới mắt không có đường lui. Ta muốn báo thù. Năm đó mặc dù phụ thân chết, vô số bên người cường giả bỏ mình, nhưng là cuối cùng có một nhóm người còn sống. Thế lực của chúng ta quá đơn bạc, quân ma Trần tìm sẽ không dừng lại, nếu như người ta không chủ động, nhất định sẽ bị phát hiện.
Đến lúc đó, chúng ta nhất định không cách nào chống lại quân ma Trần. Một ngày này ma đế nữ nhi đi tới Diệp Thần gian phòng. Nàng biết Diệp Thần tên chữ, chỉ bất quá Diệp Thần chỉ biết là nàng kêu Mộ Yên, cụ thể tên chữ cũng không biết. Sợ được sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, nếu như là hắn mà nói, sợ rằng sẽ không đi tìm. Lòng người cũng sẽ thành. Không biết. Ma đế nữ nhi đắng chát cười một tiếng, nàng nếu từ ma trong biển thoát khốn, mấy năm sống nhất định muốn giải quyết quân ma Trần. Ban đầu quân ma Trần lên chức, đánh chết ma đế phần lớn bộ hạ, chỉ có một phần nhỏ mai danh ẩn tính, tránh được một kiếp. Diệp Thần quyết định thử một chút xem, nếu như có thể lôi kéo đến một ít cường giả, tốt hơn. Bọn họ hai người từ ma đạo trong tông mặt đi ra, đi ma núi Xương. Ma núi Xương là ma tộc thập đại cấm núi một trong. Bạch cốt lui lui, giống như vạn ma chi khô. Nơi đây hung hiểm, người bình thường tuyệt đối không dám đến gần. Chỉ vì là, ma cốt người trên núi, đều là vào một ít tông môn có thủ oán, hoặc là một mình tu hành mạnh mẽ ma tộc tán tu. Tu vi sâu không lường được. Trong truyền thuyết, có một người thái hư đỉnh cấp cường giả, liền núp ở ma cốt trong núi. Ma núi Xương có các loại các dạng thiên nhiên trận pháp, một ít tông môn cường giả không dám đi vào. Mới sẽ tạo thành ác ma thiên đường. Ma núi Xương, núi như tên, khắp nơi đều tràn đầy ma khí và xương trắng. Diệp Thần và Mộ Yên đi tới ma núi Xương, một bước vào, liền phát hiện các loại các dạng trận pháp. Những thứ này đều là thiên nhiên trận pháp, tự nhiên hình thành, liên quan tới gã cường giả kia phủ đệ, bọn họ ở trên đường tới, đã hỏi thăm qua ma đạo tông tông chủ. Diệp Thần bọn họ bước vào ma núi Xương sau này, ma ảnh bóng người xuất hiện ở ma núi Xương bên ngoài. Ở hắn sau lưng, là một chi cường đại đến không thể địch nổi quân đội. Đủ để bóp chết thái hư cảnh cường giả. Huống chi tinh khiếu cảnh Diệp Thần. Cái này chi đội ngũ cũng là ma tôn đế cung chi nhánh thế lực. Liên quan tới ma đế tàn dư, ma núi Xương có một vị, bọn họ đã sớm biết. Chỉ bất quá ma đế đã tử vong, nữ nhi duy nhất vậy rơi vào ma trong biển. Mới không có phản ứng cái này ma đế tàn dư. Hiện tại không giống nhau, ma đế nữ nhi đã xuất hiện, nói không chừng liền sẽ triệu tập trước kia tàn dư. Các ngươi toàn bộ đi vào, tìm hạ lão quái. Ban đầu ma đế thủ hạ, có một vị trọng thương nhưng còn chưa chết, chính là Hạ Vinh. Thoát đi ma núi Xương sau đó, liền lại cũng không có tin tức. Ma ảnh sau khi nói xong trực tiếp rời đi, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ tin tức. Không chỉ có như vậy, ma đế tàn dư, đều đã an bài thủ hạ, đi quét sạch. Hết thảy các thứ này Diệp Thần và Mộ Yên cũng không biết, hai người kết bạn đi tới trước, nửa đường gặp phải một ít trận pháp, dễ như trở bàn tay giải quyết. Ở cách Hạ Vinh phủ đệ, chỉ còn lại một giờ thời gian, lại bị một người tràn ngập huyết sát ông già ngăn lại. Ông lão thực lực cực kỳ cường thế, trong mắt hiện lên tham lam, thấy Diệp Thần và Mộ Yên hai người, tự nhiên cảm giác được cái này hai người thân phận không bình thường. Ma tộc vốn cũng không có quy tắc. Ma núi Xương, đặc biệt là như vậy. Giao ra nhẫn chữ vật và trên người các ngươi hết thảy đồ, bao gồm quần áo, ta liền có thể thả các ngươi rời đi. Ông già vô tận ma khí cuộn sạch, thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi thật muốn cản ta. Thú hủ kiếm nắm trong tay, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông tới. Ông già thấy Diệp Thần tay cầm thú hủ kiếm xông lại, cả người trên mặt toát ra vẻ cổ quái thần sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tinh khiếu võ giả dám đối với phong môn cảnh hậu kỳ cường giả ra tay, chỉ bất quá hắn vậy không có để ý, một con kiến hôi mà thôi, dù cho có một ít súng khí, vậy chỉ như vậy mà thôi. Đáng tiếc ở Diệp Thần thú hủ kiếm rơi xuống thời điểm, hắn liền cảm giác được mình ý tưởng sai hoàn toàn. Một kiếm rơi xuống, nhanh như tia chớp, phong môn cảnh ông già ứng phó không kịp, một kiếm trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn. Chim thương ưng vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Đây chính là lão quái khinh địch kết quả. Diệp Thần thú hủ kiếm không ngừng quơ múa đi ra ngoài, lão quái lần lượt tháo chạy, một cặp tròng mắt đã hoàn toàn đổi được khiếp sợ. Giờ phút này hắn đã không muốn cái gọi là mưu tài hại mệnh, chỉ muốn mau trốn cởi. Đây rốt cuộc quái vật từ đâu tới, tinh khiếu cảnh đuổi theo phong môn cảnh cường giả chạy. Hiện tại muốn chạy trốn, có phải là quá muộn hay không?
Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười lạnh thần sắc, thời gian pháp tắc tràn ngập ở trong không khí. Hắn đưa tay chỉ một cái, hồn kỹ trực tiếp công kích. Hơn nữa, thời gian pháp tắc hơi thở, không ngừng ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay. Ông già phát hiện mình tốc độ, đổi được dị thường chậm chạp, chỉ một cái bỗng nhiên rơi vào hắn trên thân thể mặt. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, hắn thân thể trực tiếp đổi được lão hóa, bóng người từ trong hư không rớt rơi trên mặt đất. Diệp Thần từng bước một đi tới hắn bên người, trong tay thú hủ kiếm, rơi vào trên cổ hắn mặt. Không, không nên giết ta, ta cầm tất cả bảo vật cũng cho ngươi. Vốn là cho là một cái trái hồng mềm, ai biết hoàn toàn đá vào ở trên thiết bản mặt. Ta xác thực sẽ không giết ngươi. Diệp Thần khóe miệng một chút tà cười, sau đó một đạo ánh sáng màu vàng bắn vào ông lão ấn đường. Không tới 3 phút thời gian, ánh mắt của lão giả bên trong hoàn toàn mất đi sắc thái. Giống như một cái con rối vậy, đứng ở Diệp Thần sau lưng. Mang ta đi tìm Hạ Vinh. Ma đế nữ nhi thấy một màn này, bên trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ thần sắc, chớp mắt rồi biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tinh khiếu cảnh lại nắm trong tay phong môn cảnh thần hồn. Còn có hồn kỹ. Thằng nhóc này rốt cuộc người nào? Rất nhanh, mấy người liền tới đến Hạ Vân phủ đệ. Mộ Yên một thân một mình đi vào, không tới nửa giờ liền đi ra, nàng bên trong đôi mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Diệp Thần vừa vặn bắt được, mở miệng cười nói, hắn không muốn và quân ma Trần đối nghịch, rất bình thường. Quân ma Trần ở ma tộc như mặt trời ban trưa, mặc dù không có hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ ma vực, chỉ bất quá cũng là vấn đề thời gian. Nhất là ban đầu ăn trộm máu tươi thời điểm. Gặp thần quốc cường giả, có thể sẽ trợ giúp quân ma Trần nắm trong tay hết thảy. Đến lúc đó toàn bộ ma vực cũng sẽ trở thành là quân ma Trần một người thiên hạ. Đối với cái kết quả này, Diệp Thần cũng sớm đã đoán được, ma đế có thể hay không sống lại vẫn là một cái vấn đề. Đơn độc dựa vào ma đế nữ nhi, dù là cộng thêm hắn, muốn phải đối phó quân ma Trần mà nói, vậy không dễ dàng. Ở hai người chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói, nếu đã tới, liền không cần đi. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trong hư không và rừng cây bên trong, cất giấu không mấy cái bóng đen. Đều là phong môn cảnh đỉnh cấp. Thậm chí còn có nửa bước thái hư cường giả. Hiện tại hắn có thể miễn cưỡng đối phó phong môn tầng 9 thiên cường giả, nhưng là đối mặt phong môn đỉnh cấp và nửa bước thái hư, còn có một chút khó khăn. Càng về sau, muốn vượt cấp chém chết, vượt không dễ dàng. Cường giả như vậy, Diệp Thần vậy không có nắm chắc an toàn rời đi. Thú hủ kiếm và chư thiên thần ma thương đồng thời nắm trong tay, quyết định gánh nước đánh một trận. Hạ Vinh phủ đệ bên trong, một đạo thân ảnh trực tiếp xông lại, ăn mặc màu vàng đạo bào, trong tay cầm phất trần. Hạ Vinh, nếu ngươi xuất hiện, hôm nay vậy khó thoát tai kiếp. Trong đó một người ma tộc dưới quyền trực tiếp mở miệng, nhìn Hạ Vinh, bên trong đôi mắt thoáng qua một chút thần sắc giễu cợt. Hạ Vinh năm đó trọng thương, thực lực rơi xuống. Hiện tại bất quá là thái hư cảnh nhất tầng thiên. Mặc dù vẫn là mạnh với mình, nhưng là vậy ma tộc dưới quyền tự tin, Hạ Vinh xuất hiện, không thay đổi được chiến cuộc. Ta không muốn và quân ma Trần là địch. Hạ Vinh chẳng ngờ dẫn hỏa trên người, ở ma núi xương mặc dù khô khan. Bất quá có thể sống. Miệng nói không có bằng chứng, ngươi nếu như giết chết hai người nói, không chỉ có thể rời đi ma núi xương, nói không chừng còn sẽ có được ma tôn coi trọng. Nghe gặp những lời này, Hạ Vinh cả người sắc mặt đổi được có một ít khó khăn xem. Diệp Thần cũng không có mở miệng, ngược lại nhìn Hạ Vinh thái độ. Nếu như Hạ Vinh nguyện ý xuất thủ, bọn họ vậy không phải là không có bất kỳ cơ hội, thoát đi ra ngoài. Hạ Vinh trên mặt đất trầm tư một lát, đột nhiên xông về Mộ Yên. Bế công chúa áy náy. Năm tháng đã tiêu ma ta ý chí. Ta thẹn với ma đế đã chết, nhưng không thể thẹn với mình. Hạ Vinh tiếng nói vừa dứt, đã tới Mộ Yên trước mặt, hắn xòe bàn tay ra, bỗng nhiên vỗ qua đi. Diệp Thần trong nội tâm, mặc dù một mực đang cảnh giác, nhưng vẫn là coi thường Hạ Vinh tốc độ. Muốn đã đi tiếp viện đã không kịp. Một cái tát rơi vào Mộ Yên trên thân thể mặt, Mộ Yên cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, khạc ra một búng máu.
Một khắc sau Hạ Vinh trong tay phất trần xông tới, muốn đánh chết Mộ Yên. Giờ phút này Diệp Thần bóng người đã tới Mộ Yên trước mặt. Chu Thiên Thần Ma Thương, trong nháy mắt đâm ra đi. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần trong miệng một búng máu phun ra. Thái hư cảnh nhất tầng thiên, cố nhiên bị thương, cũng không thể xem nhẹ. Phất trần rơi vào Hạ Vinh trong tay, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái Mộ Yên. Không có sao chứ. Mộ Yên từ mặt đất đứng lên, lắc đầu một cái, nhất kích trực tiếp để cho nàng bị thương thật nặng. Ở một bên vây công Diệp Thần cường giả cũng không có ra tay, ngược lại nhiều hứng thú nhìn. Nếu như Hạ Vinh có thể giải quyết hết Diệp Thần và Mộ Yên tốt nhất. Không có thể giải quyết, đến lúc đó bọn họ sẽ ra tay. Lần này Diệp Thần và Mộ Yên hai người chắp cánh khó thoát. Hạ Vinh, ban đầu ta phụ thân cứu ngươi một mạng, mới để cho ngươi sống đến ngày hôm nay. Mộ Yên nhìn chằm chằm Hạ Vinh, trong tròng mắt đều là thất vọng thần sắc. Hạ Vinh không muốn cùng quân ma trần đối nghịch, nàng có thể hiểu, nhưng là đối phó nàng, và người bán cẩu Vinh có cái gì khác biệt. Diệp Thần than thở một tiếng, cái này thế gian hiểm ác, cũng không phải là mấy câu nói có thể nói rõ ràng. Vốn là hắn suy nghĩ Hạ Vinh và hắn đồng loạt ra tay, có nắm chắc nhất định rời đi. Bây giờ nhìn lại, liên tiếp gặp tai nạn. Hạ Vinh cũng không nói lời nào, mặc dù biết khinh thường, nhưng là chỉ cần có thể sống, vậy lại ngại gì. Diệp Thần điều khiển phong môn cảnh huyết sát ông già, trực tiếp ra lệnh. Phong môn cảnh ông già xông tới, cũng không có ra tay, ngược lại trên mình truyền tới kinh khủng hơi thở. Đối phó Hạ Vinh, dù là để cho đối phương ra tay, cũng không thể kiên trì mấy chiêu, còn không bằng trực tiếp tự bạo. Nổ tổn thương càng cao một chút. Thấy phong môn cảnh cường giả muốn tự bạo, Hạ Vinh cả người thân thể không ngừng lui về phía sau. Cái này vạn năm thời gian, hắn không có quá nhiều tu luyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tu vi rơi xuống. Hắn chỉ muốn sống tạm. Nếu như chống cự mà nói, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là vậy phải bị không nhẹ thương thế. Trong tay hắn phất trần tản ra, bọc lại thân thể. Oanh! Nổ tiếng vang, điếc tai nhức óc, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu. Phất trần tản ra, Hạ Vinh áo khoác vỡ vụn mấy phần. Nhưng là hắn sắc mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Phong môn cảnh tự bạo, để cho hắn thân thể bị một ít chấn động, bất quá chỉ bị một chút bị thương nhẹ, đối với thân thể không có gì đáng ngại. Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người trực tiếp xông tới, Thú Hủ Kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, hai người bỗng nhiên bây giờ nâng lên. Ở nâng lên trong nháy mắt, ầm ầm rơi xuống. Hạ Vinh trên mặt không có bất kỳ biến hóa, một người tinh khiếu cảnh võ giả mà thôi, hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Phất trần vớ lưới trắng khống chế được Diệp Thần Thú Hủ Kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, sau đó một cái tát bỗng nhiên đánh ra đi. Ở Hạ Vinh chụp đi ra trong nháy mắt, Diệp Thần buông Thú Hủ Kiếm, năm ngón tay cầm chặt thành quyền, phát ra tiếng kẽo kẹt. Một đấm đánh giết ra, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, hai chân lui về phía sau hai bước. Bất Hủ Thần Thể và Ma Khu hai người đồng thời bộc phát ra, một kim tối sầm, ở hắn mặt ngoài thân thể lưu động. Thần học, canh kim khí, cuồn cuộn ma khí đồng thời bùng nổ, nhưng mà vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, mỗi một người đều có mình lựa chọn. Chỉ bất quá ngươi lựa chọn, rét lạnh ma đế lòng. Thiên ma chỉ một cái. Hạ Vinh con ngươi dữ tợn, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại thi triển ma đế võ học. Thậm chí hắn tựa như nhìn thấy ngày xưa ma đế. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người này và công chúa chung một chỗ, ngày này ma chỉ một cái tất nhiên là công chúa dậy. Hắn không do dự nữa, trong tay phất trần ma khí cuốn lên, thái hư ý thả ra. Giữa trời đất, tựa như đều là vạn ma chi tơ. Mưu toan chiếm đoạt Diệp Thần. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần bị vạn ma chi tơ bọc. Định trước không cách nào chống lại. Hạ Vinh lắc đầu một cái, không biết sống chết. Ma đế đã sớm chết, vì sao còn phải đối kháng quân ma trần? Quân ma trần thế lực dung chuyển thiên địa, đối kháng hắn, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Nói tới chỗ này, hắn liền hướng Mộ Yên đi tới. Trong mắt hắn có chút lạnh máu. Hắn sớm đã không phải là thời đại thượng cổ Hạ Vinh. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái sống tạm phế nhân.
không có đỉnh cấp tu vi, chỉ có thể đắm chìm trong cái này loạn cách rối bời chi địa. Hắn phất trần mới vừa muốn ra tay, dự định hoàn toàn xóa bỏ Mộ Yên. Ngay tại lúc này, một cổ cực hạn năng lượng phun trào. Vạn ma chi tơ, đột nhiên gãy lìa. Một đạo thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất. Hạ Vinh ngẩn ra, làm sao có thể? Hắn thực lực cố nhiên rơi xuống, nhưng cũng không phải đối phương có thể phá vỡ à. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chu diệt Diệp Thần, nhưng là đột nhiên chú ý tới Diệp Thần ấn đường. Ấn đường ánh sáng lóe lên. Đó là cửu u ánh sáng. Đó là ma đế quang. Không chỉ như vậy, cuồn cuộn ma khí che đậy hết thảy tầm mắt. Tất cả mọi người đều xem không thấy ma khí bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, ma khí bên trong chỉ có Hạ Vinh và Diệp Thần. Hạ Vinh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nể tình tình xưa, chính ngươi đoạn đi. Hạ Vinh trong óc đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hạ Vinh con ngươi ngay tức thì phóng đại, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Ma đế thanh âm. Hắn thân thể đang run rẩy. Mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng là hắn có thể cảm giác được ma đế tức giận. Hạ Vinh run rẩy mấy giây, cuối cùng trong mắt xuất hiện một màn thư thái, chỉ một cái điểm tại mi tâm. Ma đế, Hạ Vinh biết sai. Liệt căn tâm, định trước Hạ Vinh không cách nào đi theo ma đế. Chỉ có tử vong, có lẽ mới là Hạ Vinh đi theo. Một giây kế tiếp, một cổ cực hạn năng lượng phun trào. Hắn lựa chọn tự bảo. Hơn nữa đem năng lượng thu liếm đến mức tận cùng, không dám đả thương Diệp Thần một chút. Ma khí dần dần tản đi. Khi thấy rõ hình ảnh, giờ khắc này, vây công Diệp Thần thế lực, ở một bên toát ra cổ quái thần sắc. Hạ Vinh lại có thể chết. Một cái thái hư nhất tầng thiên cường giả, coi như bị thương cũng không khả năng chết ở tinh khiếu cảnh trong tay à. Điều này sao có thể? Diệp Thần, ngươi như thế nào? Mộ Yên đi tới Diệp Thần bên người, kiểm tra một chút Diệp Thần thương thế trên người. Diệp Thần lắc đầu một cái, không ngại. Nhưng mà Mộ Yên cũng không như thế cho rằng, Diệp Thần linh lực trong cơ thể và ma khí ở giảm thiểu. Hắn hai người chúng ta muốn giết đi ra ngoài căn bản không có thể. Bót, bót. Đột nhiên một cái áo bào đen người đàn ông đứng dậy, vỗ tay mở miệng cười nói, đích xác rất xuất sắc, bất quá cũng nên đến đây chấm dứt. Hạ Vinh chết, bọn họ hoàn toàn không ngại. Nếu không phải bởi vì Hạ Vinh mà nói không chừng Diệp Thần thật có thể đánh chết bọn họ phong môn cảnh cường giả. Hiện tại Hạ Vinh để cho Diệp Thần bị thương, cũng coi là chết có hắn nơi. Nghĩ biện pháp, trốn. Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, trực tiếp mở miệng nói. Hắn kéo Mộ Yên tay, hướng ma núi xương chỗ sâu đi tới trước. Ở ma núi xương bên ngoài. Nói không chừng có nhiều hơn ma tộc cường giả đang đợi bọn họ. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được, bên ngoài có một đạo cực kỳ khí tức cường đại. Hơi thở này và quân ma trần cực kỳ giống nhau. Tất nhiên là bên người cường giả. Duy chỉ có tiến vào ma núi xương bên trong, mới có một đường sinh cơ. Ở Diệp Thần kéo Mộ Yên tay lúc đó, gò má mặt nàng hơi có chút đỏ thắm. Từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên và người đàn ông từng có như vậy tiếp xúc. Chỉ bất quá hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Diệp Thần và Mộ Yên gắng sức chạy trốn, sau lưng thế lực cường giả điên cuồng đuổi giết. Mắt xem những người này mau muốn đuổi kịp hắn hai người chúng ta. Diệp Thần cau mày, cầm ra một ít binh khí, trực tiếp ném ra. Hơi thở điên cuồng bộc phát ra, trong nháy mắt nổ. Oanh! Kinh khủng hơi thở, khuếch tán ra. Diệp Thần cháy một giọt máu tươi, tăng thêm tốc độ. Ngàn binh bạo nổ uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là muốn nổ chết nhiều cường giả như vậy, rõ ràng không thể nào. Hơn nữa hiện tại mang Mộ Yên, cũng không cách nào thi triển sương mù hóa thần thông. Phiếu hàng tháng bảng vẫn là thứ 12 tên. Mặc dù không có tiến vào trước 10, nhưng cười cười vậy sẽ cố gắng cập nhật, ngày mai tận lực hơn càng một chút đi, có phiếu hàng tháng mọi người nhớ đầu ơ, yêu các ngươi. Linh võ đại lục, liên thông Côn Lôn hư linh thành chi địa. Không trọn vẹn trận pháp đã được chữa trị. Vô số huyết khí dính áo bào đen cường giả hội tụ ở trận pháp trước. Bọn họ giữa eo cũng treo một khối ngọc bài. Trên ngọc bài chỉ có một chữ. Huyết.
Những cường giả này dĩ nhiên là đến từ huyết kiếm môn huyết linh tộc người. Nếu không phải gần đây vị kia thần quốc đại nhân sự việc, sợ rằng bọn họ đã sớm đối với Côn Lôn hư ra tay. Hơn nữa tu bổ đủ đi thông như vậy hơn cường giả trận pháp cũng là xài không ít thời gian. Cầm đầu ông già áo bào đen con ngươi lạnh như băng, nhìn phía sau mọi người, nói thẳng, Diệp Thần ở linh võ đại lục thực lực không thấp. Chúng ta huyết kiếm môn muốn dung chuyển người này, hiện tại cực kỳ khó khăn. Lão tổ ý kiến là đem Côn Lôn hư tiêu diệt, hơn nữa và Diệp Thần có liên quan tất cả mọi người toàn bộ mang về nhốt. Có lẽ, đây là chúng ta và Diệp Thần nói tiền đặt cuộc điều kiện. Nhớ, lần này mục tiêu chỉ có hai cái. Tiêu diệt Côn Lôn hư, sau đó mang về hết thảy và Diệp Thần có liên quan người, bao gồm phụ mẫu nàng và thủ hạ. Thằng nhóc kia hiện tại sống chết kham yêu, không cách nào chiếu cố đến Côn Lôn hư, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Lời nói rơi xuống, ông già áo bào đen không dự định trì hoãn, một bước bước lên trận pháp bên trong. Còn thừa lại huyết linh tộc người cũng đều đồng loạt bước vào trận pháp. Bọn họ khí tức cường đại, mặc dù ở linh võ đại lục thực lực bình thường, nhưng đủ để xóa bỏ Côn Lôn hư rất nhiều cường giả. Thậm chí bọn họ trong mắt tràn đầy thích giết chóc ý. Tựa như một khắc sau, Côn Lôn hư thì có diệt thế kiếp. Ông già áo bào đen ngón tay bắt pháp quyết, trận pháp ngay tức thì khởi động. Một đạo ánh sáng sáng chói lượn lờ. Lòng đất cổ xưa đường vân giống như tơ vàng tràn ngập. Ngay tại truyền tống trận muốn hoàn toàn khởi động lúc đó, giữa trời đất, đột nhiên mây đen đầy vải. Vô số cánh hoa từ trên trời hạ xuống rơi. Ông già áo bào đen ngửa mặt trông lên thương khung. Trong lòng đột nhiên có một chút dự cảm bất thường. Mau, tăng nhanh trận pháp mở. Nhưng mà, lời nói còn không có rơi xuống, vậy trong thiên địa cánh hoa bên trong lại xuất hiện một đạo tuyệt đẹp bóng người. Thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, đôi mắt do tựa như một hoàng suối nước lạnh, trên cao nhìn xuống chi coi, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người làm chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Thế nhưng lãnh ngạo linh động giờ phút này nhưng là mang sát ý. Tay cô gái cầm kiếm lạnh lẽo, chém xuống một kiếm. Kiếm ý ngay tức thì hình thành một đạo phượng hoàng hư ảnh hướng bên trong trận pháp huyết linh tộc người phóng tới. Mau, ngừng trận. Trận pháp ngay tức thì ngừng tụ thành, màu vàng chùm tia sáng bao phủ mọi người. Nhưng mà, làm chùm tia sáng chạm được kiếm ý nháy mắt, trực tiếp vỡ vụn. Truyền tống trận lại là tại chỗ vỡ nát. Cuồng bạo đợt khí đem mọi người cuốn lên. Ngay tức thì người ngưỡng mã phiên. Ông già áo bào đen phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí lại là đập vào tâm trận bên trên. Trận pháp hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ không cách nào bước vào Côn Lôn hư. Nhiệm vụ thất bại. Ông già áo bào đen cưỡng ép ăn vào đan dược muốn chạy trốn, nhưng là rất nhanh, bên tai hắn nghe được tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh rơi vào trước mặt hắn. Thanh âm hắn run rẩy, tiền bối, chúng ta đến từ huyết linh tộc, chỉ bất quá muốn đi một cái thấp võ thế giới, vì sao phải đối với chúng ta ra tay? À, lãnh đạm giọng nữ rơi xuống, vậy ta chưa có tới sai. Ông già áo bào đen trong mắt trợn to, ngẩng đầu lên, ngay tức thì thấy được cái đó tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Một giây kế tiếp, hắn giống như gặp quỷ vậy. Bởi vì cô gái này, hắn biết. Hắn nắm giữ tư liệu. Cô gái này liền là tới từ Côn Lôn hư. Lại là Diệp Thần Hồng Nhan Chi Kỷ, Hạ Nhược Tuyết. Ngươi thực lực làm sao có thể? Mới một năm thời gian. Vô Tận sợ hãi cắn nuốt ông già áo bào đen. Hạ Nhược Tuyết kiếm, đột nhiên động. Ta liều mạng tu luyện, chính là hy vọng có thể một ngày kia không liên lụy hắn. Hiện tại, ta phát hiện, ta có thể làm sự việc càng nhiều. Hắn mặc dù ở ma tộc, nhưng là Côn Lôn hư. Ta nguyện ý bảo vệ. Nơi đó chỉ có thể là một phiến thiên đường, bất kỳ thế lực đều không thể đụng chạm. Một khi đụng chạm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ hóa là một phiến biển máu. Dứt lời, kiếm ý cuốn sạch toàn bộ trận pháp. Đến mức, chính là hóa là một phiến xương máu. Cái này thừa tái Hạ Nhược Tuyết tức giận. Nàng sớm thì không phải là cái đó nhu nhược thiếu nữ, linh thiên đế cung tăng lên nàng thực lực, lại không nghĩ rằng. Hết thảy các thứ này cuối cùng là chính nàng làm đồ cưới. Trận pháp chung quanh, hóa là một phiến máu hàn. Thiếu nữ trôi lơ lửng ở biển máu bên trên, ánh mắt nhìn về ma tộc phương hướng,
lẩm bẩm nói, Diệp thần, ta sẽ bảo vệ Côn Lôn hư. Người phải làm chính là mau sớm mạnh mẽ, dung chuyển vậy thần cao cao tại thượng nước. Cùng lúc đó, Diệp thần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nhưng mà quân ma trần thế lực còn ở sau lưng không ngừng theo sát, đã mau muốn đuổi kịp bọn họ hai người. Diệp thần nhướng mày một cái, hắn tốc độ đã đang giảm xuống, không tới thời gian bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Chân thực không được, người trước chạy trốn, ta để che ở bọn họ. Mộ Yên một bộ quyết nhiên thần sắc, Diệp thần thực lực so nàng mạnh mẽ, mang bị thương nàng chẳng qua là một cái con ghẻ. Nếu như nàng có thể tranh thủ một ít thời gian, Diệp thần nói không chừng có thể rời đi. Ta đáp ứng ma đế, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Diệp thần tiếng nói vừa dứt, ngón tay cầm càng chặt, phòng ngừa Mộ Yên tránh thoát. Sắc mặt hắn dần dần trắng bệch, thật vất vả từ hải ma cứu ra ma đế nữ nhi, làm sao có thể để cho nàng đi chịu chết. Trong đó mấy tên ma tộc cường giả, khoảng cách Diệp thần chỉ còn lại không tới 1000 mét khoảng cách. Bọn họ cầm ra lợi kiếm trong tay, bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Một kiếm này dù là không thể đánh chết Diệp thần, cũng có thể để cho hắn người bị thương nặng. Một đạo cực hạn kiếm quang tấn công tới, Diệp thần cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương, xoay người một nhát thương đâm đi ra ngoài. Oanh! Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đợt khí ngay tức thì hướng Mộ Yên đi. Diệp thần hơi biến sắc mặt, những người này lại đối với Mộ Yên cũng không dự định nương tay. Hắn thân thể chợt một chuyển, rất miễn cưỡng chắn Mộ Yên sau lưng. Đợt khí hung hãn đập vào Diệp thần trên mình. Mộ Yên tự nhiên nhận ra được Diệp thần ở bảo vệ mình, mặt đẹp trắng bệch, Diệp thần, ngươi không cần phải như vậy. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Một giây kế tiếp, Diệp thần liền thi triển vạn ma kinh lôi kiếm, tại chỗ rơi xuống. Đan điền linh lực cấp tốc trôi qua. Bụi mù cuồn cuộn phun trào, cường đại đợt khí tung bay hết thảy. Diệp thần muốn chính là thứ hiệu quả này, mặc dù sẽ để cho hắn bị thương, nhưng là lợi dụng dư âm chấn động, để cho hắn và những cường giả này kéo ra khoảng cách. Giảo hoạt tiểu súc sinh. Những cường giả kia thấy một màn này, trong nháy mắt, cũng biết mình bị lợi dụng. Cả người lửa giận công tâm, hận không được một cái tát đập chết Diệp thần. Lần này hắn đàng hoàng ở phía sau truy đuổi, không dám động thủ nữa. Rất sợ Diệp thần lại dùng giống nhau mánh khóe. Dựa vào Diệp thần tàn nhẫn, khẳng định có thể làm ra chuyện giống vậy. Dù sao Diệp thần đã mau muốn đuổi kịp, không kém như thế một hồi thời gian. Vượt như vậy hao tổn nữa, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi. Diệp thần mình vậy rõ ràng bây giờ tình huống, nếu là không có Mộ Yên, hắn tất nhiên có thể trở lui toàn thân. Nhưng là dưới mắt chỉ có thể cắn hàm răng đi đường. Nếu như lại không nghĩ biện pháp thoát khỏi phía sau cường giả. Bọn họ hai người căn bản không trốn thoát được. Mấu chốt hắn luôn có thể cảm giác một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Vậy núp ở chỗ sâu cường giả, không có ra tay. Diệp thần nhìn phía trước rậm rạp chằng chịt rừng cây, ở đi về phía trước thời điểm, đột nhiên bọn họ bên cạnh, xuất hiện một đạo màu trắng bình phong che chở. Trận pháp. Mộ Yên lẩm bẩm nói nhỏ, toát ra một nụ cười khổ thần sắc. Bây giờ thật là liên tiếp gặp tai nạn. Mà núi xương vốn là có vô cùng vô tận thiên nhiên trận pháp. Bọn họ không cẩn thận, vừa vặn tiến vào bên trong. Nếu không phải thân phía sau có truy binh, bọn họ chỉ bất quá hao phí một ít thời gian, là có thể rời đi. Chỉ tiếc hiện tại, bọn họ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Vèo, vèo, vèo. Ba tên ma tộc cường giả đi tới Diệp thần bên ngoài trận pháp mặt, khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Hiện tại ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Trong đó một người ma tộc cường giả mở miệng, bên trong đôi mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn thần sắc. Hiện tại Diệp thần bị trận pháp vây khốn, bọn họ kích phá trận pháp, là có thể giải quyết hết Diệp thần hai người. Thật sự là ông trời cũng không giúp bọn họ hai cái. Các ngươi cầm trận pháp công phá. Ma tộc cường giả chỉ huy thủ hạ mở miệng nói, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bọn họ liền lập tức bắt được hai người. Oanh, oanh, oanh. Lực lượng điên cuồng rơi vào trận pháp bên trên, nhưng mà trận pháp nhưng không nhúc nhích tí nào. Diệp thần thấy một màn trước mắt, hơi có chút yên tâm lại. Đây chỉ là một đơn thuần khốn trận, ở trận pháp bên trong sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương.
cho nên không cần phải để cho tiểu hoàng chiếm đoạt trận pháp. Một đám phế vật, ma tộc cường giả tức giận mắng một tiếng, tự mình ra tay, ma khí cuộn sạch cánh tay, hắn năm ngón tay cầm chặt, trong quả đấm lại có khắc màu đen huyền diệu xăm. Xăm lóe lên, một quyền đánh vào trên trận pháp mặt. Phịch, một đấm đi xuống, kinh khủng dư âm định sẽ để cho chung quanh một mảnh phế tích, đáng tiếc một giây kế tiếp lại bị đánh mặt. Trận pháp như thường không có bất kỳ vấn đề. Chúng ta mau sớm khôi phục thương thế. Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, trực tiếp mở miệng nói. Hắn không biết trận pháp có thể duy trì bao lâu, chỉ có thương thế mau sớm khôi phục như cũ, mới có nhất định năng lực tự vệ. Từ luân hồi mộ địa cầm ra đan dược, bỏ vào Mộ Yên trong tay, sau đó xếp chân ngồi trên mặt đất. Ở bên ngoài trận pháp mặt cường giả, thấy Diệp Thần bình yên vô sự ngồi trên mặt đất chữa thương, tức giận ngực phập phồng. Vốn là lấy là bắt Diệp Thần là chuyện dễ như trở bàn tay tình, ai biết trận pháp này cực kỳ vững chắc, muốn trong thời gian ngắn phá, căn bản không có thể. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trận pháp đã xuất hiện một chút vết rách, chỉ cần lại công kích liên tục 2 giờ, là có thể xông phá trận pháp. Diệp Thần mở mắt ra, từ mặt đất đứng lên, giờ phút này hắn thương thế đã khôi phục xong hết rồi. Còn như Mộ Yên, cũng đã khôi phục hơn nửa. Còn không có đánh vỡ đâu. Tiếp theo dùng sức. Diệp Thần mở miệng cười nói, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Trận pháp bể tan tành chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn tình, tại chưa có bể tan tành trước, Diệp Thần không ngại giễu cợt bọn họ một sóng. Khuôn mặt của những người này, hắn cũng sớm đã nhớ ở trong lòng. Cùng hắn thoát khỏi những võ giả này, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trả thù những tông môn này. Nếu đối với hắn đuổi bắt, vậy cũng muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Trừng mắt phải trả, mới là Diệp Thần tính cách. Nghe gặp Diệp Thần mà nói, ma tộc cường giả tức giận lửa giận bốc ba trượng, tự mình ra tay. Ma khí kiếm ý từng đạo rơi vào trận pháp bên trên. Trận pháp rất nhanh xuất hiện tí ti vết rách. Hết thảy các thứ này Diệp Thần cũng không có để ý, hắn mưu kế đã thành công. Có thể tiêu hao kẻ địch một chút năng lượng. Hắn liền hơn một phần chạy trốn ra ngoài cơ hội. Hắn không thể nào một mực co đầu rút cổ ở trận pháp bên trong. Dù cho trận pháp có thể ngăn cản đối phương công kích, nhưng là bọn họ đã bại lộ, đến lúc đó chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều hơn cường giả. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cũng chưa có nghĩ tới một mực lưu lại ở trận pháp bên trong. Rắc rắc, toàn bộ trận pháp, truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, vết nứt không ngừng mở rộng. Diệp Thần thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương nắm trong tay, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Thương ý và kiếm ý, điên cuồng bộc phát ra, một thương một kiếm, bỗng nhiên tấn công tới. Ba tên cường giả không nghĩ tới, Diệp Thần lại không chọn chạy trốn, mà là trực tiếp ra tay. Vội vàng bây giờ, bóng người lui về phía sau và Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Mộ Yên từ trận pháp bên trong lao ra, khôi phục thực lực liền mấy phần. Tự nhiên có tư cách thi triển thiên ma chỉ một cái. Nàng bản thân chính là ma đế nữ nhi, vượt cấp tác chiến như cũ có thể. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Ma khí, kiếm ý, bất hủ, hồn kỹ không ngừng tràn ngập ở trên không khí bên trong. Bất hủ kiếm ý điên cuồng tràn ra, Diệp Thần nâng lên cánh tay, thú hủ kiếm bộc phát ra một đạo cực hạn kiếm quang. Oanh! Một kiếm cờ múa đi ra ngoài. Trong đó một người phong môn cảnh cường giả dễ như trở bàn tay được giải quyết, khóe miệng toát ra một chút thần sắc lạnh nhạt. Đột nhiên, ở Diệp Thần sau lưng, vô căn cứ xuất hiện một đạo thân ảnh, bàn tay hắn vừa rơi xuống. Vỗ vào Diệp Thần sau lưng mặt, một cái tát đi xuống, Diệp Thần thừa nhận đòn nghiêm trọng, vừa quay người, một thương trực tiếp đâm ra đi. Ở hắn đâm ra một thương thời điểm, quá mức hai người hồn tộc cường giả, tạo thành giáp công thế. Để cho Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Diệp Thần biết không thể lui được nữa, trong tay Chu Thiên Thần ma thương cũng không có thu hồi lại, ngược lại tiếp tục đâm ra đi. Trong tay hắn Chu Thiên Thần ma thương, đâm vào phong môn cảnh cường giả trên mình, xuyên thấu một cái lỗ máu. Ba tên ma tộc cường giả ra tay, để cho Diệp Thần thừa nhận áp lực thật lớn. Diệp Thần thú hủ kiếm cờ múa đi ra ngoài, từng đạo cực hạn kiếm quang, điên cuồng bộc phát ra. Kiếm quang tùy ý bay lượn, bất hủ kiếm ý hơi thở bên trong, xen lẫn ma khí.
kinh khủng hơi thở, không ngừng khuếch tán ra, Diệp Thần lợi dụng bọn họ lui về phía sau thời điểm, từ giáp công bên trong trốn ra được. Hống! Diệp Thần bóng người sừng sững ở trong hư không, cửu U Tu La giống như che khuất bầu trời. Tựa như thần không thần. Tựa như ma không ma. Chung quanh ma khí, không ngừng tràn vào đến cửu U Tu La trong thân thể. Giờ phút này cửu U Tu La ánh mắt, biến thành màu đỏ như máu, sát ý điên cuồng ngưng tụ ở hai mắt của hắn bên trong. Sát ý hóa thực, tạo thành một cổ đáng sợ hơi thở, khoảnh khắc bây giờ, hướng ba tên ma tộc cường giả xông tới. Oanh! Một đánh rớt xuống, cây cối chung quanh chia năm xẻ bảy, hóa là nghiền. Ba tên ma tộc cường giả mặc dù tránh khỏi, nhưng trên mình đều bị một ít thương thế. Thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ở cửu U Tu La sau lưng, sáu cái cánh tay nâng lên, mỗi người đưa ra chỉ một cái. Ma núi xương ma khí, bản thân liền so ma tộc bất kỳ một nơi cũng đậm đà, lục chỉ đưa ra, tương đương với sáu thiên ma chỉ một cái rơi xuống. Ma khí điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần ngón tay trong đó, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, kinh khủng à khí bao phủ, giống như nửa đêm, không có bất kỳ ánh sáng gì, tựa như đưa thân vào trong bóng tối. Vốn là gặp biến không sợ hãi ba tên ma tộc cường giả thấy một màn này, cả người sắc mặt đổi được sát trắng. Ma đế tuyệt kỹ, bản thân liền khủng bố, huống chi lục chỉ rơi xuống. Từ chỉ một cái hơi thở bên trong, bọn họ liền cảm nhận được chết uy hiếp. Oanh, oanh, oanh. Lục chỉ điên cuồng rơi xuống, vốn là vây công Mộ Yên võ giả, không ngừng lui về phía sau. Tản mát ra hơi thở, chân thực quá khủng bố, mặc dù không có nhằm vào bọn họ, nhưng là hoàn toàn không đỡ được. Mộ Yên vậy khoảng cách Diệp Thần nhất định có phạm vi. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tình cảnh lên yên tĩnh có chút đáng sợ, trên mặt đất, bụi đất tung bay, cát bay đá chạy. Ba tên ma tộc cường giả nhìn chung quanh, hiện tại rốt cuộc tình huống gì, cũng không ai rõ ràng. Hụ hụ hụ. Lúc này truyền tới hai đạo thanh âm, từ bụi đất bên trong, bay ra hai người ma tộc cường giả. Còn như ngoài ra một người đã chết. Thời khắc này Diệp Thần đã đổi hồi lúc đầu hình dáng. Sắc mặt hắn sát trắng, cánh tay cũng đang run nhẹ nhẹ. Vận dụng lục chỉ uy năng, trên căn bản đã đem trong cơ thể hắn năng lượng, toàn bộ tiêu hao hết. Mặc dù như vậy, ngoài ra hai người ma tộc cường giả, cũng không có ra tay. Bọn họ không biết, cái này có phải hay không giả tưởng. Diệp Thần bại lộ hết thảy chân thực quá mức quỷ dị. Vạn nhất Diệp Thần còn khác biệt thủ đoạn, hoặc là như cũ có thể phát huy ra thiên ma chỉ một cái. Bọn họ sợ rằng còn phải bỏ mạng. Đi. Trong đó một người ma tộc cường giả mở miệng, bọn họ mặc dù tới đây vây công Diệp Thần, nhưng vậy không sẽ đem mình tánh mạng phối hợp. Bọn họ ở tông môn đều là quyền cao chức trọng, một khi chết nói, hết thảy cũng hóa thành hư không. Diệp Thần vị trí đã tìm được, đến lúc đó nói cho ma ảnh đại nhân, để cho hắn an bài ma tôn đế cung cường giả tới là được. Không cần phải bọn họ liều sống liều chết. Mặc dù là ma tôn đế cung chi nhánh tông môn, nhưng vậy không phải người ngu. Như vậy tồn tại cũng không làm gì được Diệp Thần, bọn họ xông tới cũng chỉ là chịu chết. Đoàn người rời đi, Diệp Thần cũng không có truy kích. Xem ra cảnh giới bây giờ xa xa không đủ, đan điền nơi có thể chứa linh lực cuối cùng quá ít. Phải mau sớm tăng lên thực lực mới được. Mộ Yên tới đây. Trong mắt nhiều một chút phức tạp tâm trạng, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải giúp ta như vậy. Ta phụ thân đã chết, dù là muốn sống lại, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi xem hắn những cái kia ngày xưa thủ hạ đều đã như vậy, ngươi làm như vậy, sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Ở Mộ Yên xem ra, Diệp Thần như vậy trợ giúp mình, hoàn toàn là xem ở phụ thân mặt mũi. Nhưng là phụ thân thần hồn tiêu tán, làm sao sống lại? Nàng không có lòng tin. Nàng biết hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Diệp Thần một người, đủ thoát đi. Nhưng là cộng thêm mình, liền đại biểu rất nhiều uy hiếp. Nàng ở Hải Ma, thích ứng Hải Ma quy tắc, thực lực có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Nhưng là ở trong này đối với kẻ địch, nàng phát hiện càng nhiều hơn chính là lực bất tòng tâm. Nàng đã cùng ngoại giới không ăn khớp quá lâu. Nàng chẳng ngờ Diệp Thần lại là nàng bí quá hóa liều. Một cái xa lạ người, đáng như vậy bỏ ra sao?
Diệp Thần ánh mắt rơi vào Mộ Yên trên mình, hắn cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta và ngươi quan hệ của phụ thân cũng không đơn giản như vậy. Còn như ngươi phụ thân sống lại, tin tưởng ta. Năm đó hắn tuy chết, nhưng ngày sau tất nhiên lại để cho thần quốc sợ hãi. Quân ma Trần cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là trước khi tiếp xúc để cho ta rõ ràng, hắn trong lòng chung có không qua được hạm, cái này hạm đến từ ngươi phụ thân. Mộ Yên thân thể mềm mại hơi ngẩn ra, ngươi thật cảm thấy ta phụ thân có thể sống lại. Diệp Thần không nói gì, nhưng là nhưng đầu đi một cái ánh mắt kiên định. Mộ Yên vậy ánh mắt thất vọng lần nữa phát ra ánh sáng, được, ta tin ngươi một lần. Nếu ngươi nói ta phụ thân là quân ma Trần tâm ma, vậy chúng ta sẽ dùng một ít thủ đoạn để cho cái này tâm ma phóng đại. Diệp Thần mặt lộ cổ quái, có ý gì? Mộ Yên mở miệng nói, chúng ta hiện tại quá mức bị động, theo ta biết, ma tôn đế cung đến gần phủ thành chủ chính là quân ma Trần tự mình thiết lập, trong phủ thành chủ lại là có một đạo ma pho tượng. Đây là quân ma Trần ở ma tộc thiết lập thứ một pho tượng, chúng ta không bằng đem hủy đi. Hơn nữa phủ thành chủ thực lực, chúng ta có thể miễn cưỡng đối kháng. Ngươi theo ta tới, đến lúc đó tự nhiên liền rõ ràng. Diệp Thần mặc dù cảm thấy chuyến này có chút nguy hiểm, nhưng thà bị động chạy trốn, không bằng chủ động đánh ra. Mộ Yên tiếp tục nói, bất quá dưới mắt vấn đề lớn nhất là, cái này ma núi xương muốn rời khỏi, rất khó. Duy nhất lối ra bị đóng chặt, ta có thể cảm giác được bên ngoài có cường đại hơn tồn tại trông nom, nếu như ta không đoán sai, người nọ là quân ma Trần người bên cạnh, thực lực ở Thái Hư bên trên. Diệp Thần biết rõ mình thực lực, đối kháng Thái Hư, làm sao có thể. Được rồi, đi một bước lại xem một bước, chúng ta tiếp tục đi sâu vào. Mộ Yên nói, hai người không do dự nữa, bóng người hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, ma núi xương bên ngoài, một cái áo bào đen nam tử chắp hai tay sau lưng, tròng mắt đóng chặt. Đột nhiên tròng mắt hắn mở ra, ánh mắt rơi vào vết thương chồng chất mấy vị cường giả trước mặt. Những cái kia đối với Diệp Thần xuất thủ cường giả, rối rít quỳ xuống. Ma ảnh đại nhân, tiểu xúc sinh kia thực lực cực kỳ cổ quái, lại là mượn trận pháp thiệt hại nặng chúng ta. Xin ma ảnh đại nhân ra tay. Chỉ cần đại nhân ra tay, hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma ảnh ánh mắt băng hàn, nhìn lướt qua mọi người, các ngươi biết ta tại sao không xuất thủ không? Bởi vì, ta ma ảnh không chỉ là quân ma Trần một con chó. Các ngươi đuổi giết là ma đế nữ nhi, còn như thanh niên kia, có thể là ma đế truyền nhân. Đây là một chàng ma đế và quân ma Trần giữa đối kháng. Ở cuối cùng thắng thua hiển lộ trước, ta không muốn ra tay. Bởi vì ta muốn cười đến cuối cùng. Bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ, vẫn là quân ma Trần phần thắng lớn hơn. Những cái kia ma tộc cường giả trên mặt hơi đổi, bọn họ căn bản không nghĩ tới quân ma Trần bên người ma ảnh vẫn còn có như vậy dã tâm. Nếu như ma đế thua, hắn tất nhiên tự tay giải quyết Diệp Thần và Mộ Yên, ở quân ma Trần xem ra, ma ảnh chính là đệ nhất công thần. Như quân ma Trần thua, ma ảnh âm thầm ra tay trợ giúp Diệp Thần và Mộ Yên, vậy ma đế khôi phục ma tộc, ma ảnh vẫn là đệ nhất công thần. Bàn cờ này, chỉ cần ma ảnh cẩn thận một chút, hắn tất nhiên là nhất thu hoạch lớn người. Ma ảnh tầm mắt quét qua mọi người, chậm rãi mở miệng, các ngươi biết chuyện này ta tại sao sẽ nói cho các ngươi sao? Bởi vì, người chết sẽ vĩnh viễn coi giữ bí mật. Mọi người ngẩn ra, muốn chạy trốn. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Ma ảnh hóa là một đạo ma khí cuộn sạch mọi người. Mọi người vốn là bị thương, như thế nào chống cự? Mấy giây sau đó, ở giữa thiên địa chỉ có ma ảnh một người. Ma ảnh nhìn lướt qua ma núi xương, khẽ mỉm cười, Diệp Thần à Diệp Thần, cái này bàn ma tộc cờ, ngươi tựa hồ phải thua, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu không cách nào để cho ta thấy được ma đế hy vọng thắng, có lẽ ta sẽ chặt đứt đầu các ngươi lô, hiến tế cho ma tộc duy nhất phương. Nói xong, ma ảnh biến mất. Hắn lại muốn để cho chạy Diệp Thần và Mộ Yên. Ma núi xương chỗ sâu. Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Mộ Yên có chút hồ nghi, thế nào? Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhất định phải đi ra. Ngươi nói gì sao? Mộ Yên có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ chung quanh còn có cái người thứ hai? Cũng hoặc là nói cái này Diệp Thần đầu có vấn đề.
Ngay tại lúc này, một cái trứng khổng lồ vô căn cứ xuất hiện. Trứng khổng lồ chung quanh hiện lên đỏ xanh ánh sáng, huyền diệu đến mức tận cùng. Tiểu Hoàng, người thật phải đem cái này tất cả trận pháp hấp thu sao? Đây đối với người có chỗ tốt. Diệp Thần tiếp tục hỏi, hoàn toàn không để ý tới Sẽ Mộ Yên. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm giác được Tiểu Hoàng vội vàng muốn đi ra. Một phen câu thông mới biết, Tiểu Hoàng coi trọng cái này ma núi xương vô số trận pháp. Dẫu sao nơi đây trận pháp quá nhiều, hơn nữa còn là thiên địa thế và ma khí đông lại trận pháp, xa so vậy trận pháp năng lượng mạnh hơn. Bây giờ Tiểu Hoàng tựa hồ phát hiện chiếm đoạt trận pháp năng lượng sẽ để cho mình tăng tốc độ lột vỏ, hơn nữa cường hóa tự thân. Tiểu Hoàng hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái, một giây kế tiếp, chính là hướng mấy đạo trận pháp đi. Mộ Yên trong mắt trợn to, mặc dù không biết trứng khổng lồ này là thứ gì, nhưng là trực tiếp xông vào trận pháp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, nhắc nhở tên kia hẳn là ngươi thú cưng đi, nhanh lên để cho hắn trở về, những cái kia trận pháp lực lượng cực kỳ khủng bố, hơi lơ là, ngươi vậy còn vị phá xác thú cưng cũng sẽ bị tại chỗ biến dạng. Lời nói vừa dứt hạ, Mộ Yên chính là chứng kiến một đạo cực kỳ chuyện quỷ dị tình. Nàng theo bản năng che miệng mình, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Trong nháy mắt, vậy trận pháp cường đại lại liền bị trứng khổng lồ hấp thu. Hơn nữa trứng khổng lồ còn không có dừng lại. Ở toàn bộ ma núi xương bay vùn vụt. Đến mức, bất kỳ trận pháp biến mất. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, cái này bên người tại sao sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chiếm đoạt trận pháp, hơn nữa còn là như vậy trận pháp cường đại. Trận pháp không lấy tiền sao? Phải biết mới vừa rồi những cái kia ma tộc cường giả động dùng toàn lực cũng oanh không phá một cái trong đó trận pháp. Mà vậy trứng khổng lồ lại đối với hết thảy trận pháp, một miệng không dư thừa. Thế gian còn có cái này loại yêu thú. 2 giờ sau đó, Mộ Yên khiếp sợ thật lâu không có tản đi, nàng phát hiện toàn bộ ma núi xương ma khí đều biến mất một nửa. Chung quanh trận pháp, toàn bộ biến mất. Trứng khổng lồ chậm rãi bay tới, đi tới Diệp Thần trước mặt, ợ một cái. Ta no rồi, cái này ma núi xương miễn cưỡng cũng không tệ lắm, lão đại, ta đi ngủ. Đúng rồi, ma núi xương bên ngoài vị cường giả kia thật giống như rời đi, các ngươi hẳn có thể an toàn rời đi. Hời hợt một câu, Tiểu Hoàng liền trở lại luân hồi mộ địa. Mà Mộ Yên nhưng là nhốn nha nhốn nháo, trứng khổng lồ này còn không có ấp trứng, liền có thể nói chuyện. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, kích động nói, Diệp Thần, kết quả này là đồ chơi gì? Phực ngoại trứng. Diệp Thần cười một tiếng, bạn của ta, hắn kêu Tiểu Hoàng. Nói xong, hắn cảm thụ một chút chung quanh, sắc mặt cổ quái. Quân ma Trần thủ hạ quả thật rời đi. Điều này sao có thể? Hai người hướng lối ra đi, Diệp Thần đem thần hồn bao trùm đến mức tận cùng. Vẫn không có phát hiện. Hơn nữa hắn phát hiện những cái kia đối phó bọn họ ma tộc cường giả, toàn bộ bỏ mình. Chẳng lẽ có người ở giúp chúng ta? Chuyện này sau này nói sau, chúng ta đi trước ma tôn đế cung gần đây thành trì, ma tôn thành. Một ngày sau, ở ma tôn đế cung khoảng cách gần đây thành trì, ma tôn thành. Một cái mang mặt nạ thanh niên và mang cái khăn che mặt thiếu nữ lẫn vào trong đám người. Diệp Thần không có lựa chọn dịch dung. Ban đầu ở nơi này, hắn và thành chủ nhi tử từng có tranh chấp, tự nhiên không cần phải thay đổi mặt mũi. Thiếu gia, người xem, là lần trước cái thằng nhóc đó. Ở trên đường phố, Vương Hổ đang dạo chơi, bên người một gã hộ vệ mở miệng nói. Vương Hổ ánh mắt nhìn lại, phát hiện chính là ban đầu người thanh niên kia. Mặt nạ cũng không có thay đổi. Ban đầu trở lại phủ thành chủ sau này, để cho mình phụ thân ra tay. Nhưng không có tìm được người này. Không nghĩ tới tối tăm hoa minh lại một thôn, rốt cuộc một lần nữa để cho hắn gặp phải. Vương Hổ thấy Diệp Thần bên người cô gái, mặc dù mang cái khăn che mặt, nhưng là một đôi đùi đẹp, cũng đã đủ mê người. Để cho hắn nội tâm ngứa ngáy. Cái thằng nhóc này, thật là diễm phúc không cạn. Vương Hổ không do dự nữa, trong tay truyền âm phù bóp vỡ, đây là Vương Hổ phụ thân đặc biệt cho hắn. Một khi gặp phải người này nói, trực tiếp bóp vỡ truyền âm phù, đến lúc đó thành chủ liền sẽ chạy tới.
Diệp Thần thấy Vương Hổ ngăn ở trước mặt hắn, cười không nói. Hắn vốn là muốn đi phủ thành chủ, không nghĩ tới Vương Hổ lại có thể tự đưa tới cửa. Thằng nhóc, ngươi lại còn dám bước vào Ma Tôn Thành. Lần trước ngươi từ bên người ta mang đi những phụ nữ kia, lần này, bên cạnh ngươi cô gái tựa hồ không tệ, giao cho ta, nói không chừng ta phụ thân chạy tới, có thể tha ngươi một mạng. Vương Hổ trên mặt ngược lại là không có quá kiêu ngạo thần sắc, là thật ban đầu bị Diệp Thần một cái tát lên sợ. Cùng phụ thân tới đây, đến lúc đó phách lối nữa cũng không muộn. Chung quanh võ giả thấy Diệp Thần ngụy trang hình dáng, có người nhận ra. Đây không phải là ban đầu đặc biệt quất Vương Hổ vị kia sao? Bọn họ vốn là lấy vì thế người sẽ không xuất hiện, ai biết lại vẫn dám lú đầu. Mộ Yên nghe được như vậy khinh bạc tiếng nói, mới vừa muốn ra tay, Diệp Thần bước ra một bước, ma khí cuộn sạch một chưởng trực tiếp phiến ở Vương Hổ gò má bên trên. Bót! Vô cùng thanh thúy. Giờ khắc này, Vương Hổ có chút bối rối. Hắn đều đã nói cho đối phương biết, mình phụ thân lập tức phải tới đây, lại vẫn dám đối với tự mình ra tay. Còn lại hộ vệ ngược lại là không có ra tay, bọn họ cũng sớm đã gặp qua Diệp Thần thực lực. Diệp Thần một cước giẫm ở Vương Hổ trên mình, mở miệng nói, xem ra, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi, sự kiện kia cũng không có để cho ngươi có thay đổi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần thay đổi. Diệp Thần mới vừa muốn ra tay, thương khung đột nhiên mây đen đầy vải. Nhanh lên một chút buông ta ra mà. Lúc này, trong hư không một người ông già xông lại, thấy Vương Hổ thê thảm hình dáng, trái tim cũng đang rỉ máu. Hắn già mới có con, là một cái như vậy nhi tử, hiện tại lại lạc được kết quả như thế này. Vương Hổ vừa nghiêng đầu thấy mình phụ thân, nước mắt nhất thời từ bên trong đôi mắt chảy xuống. Phụ thân hắn rốt cuộc đã tới, lại không tới, cảm giác mình cũng có thể bị quất chết. Diệp Thần nhìn một cái thành chủ cười không nói, sau đó bắt Vương Hổ cổ. Vốn là thành chủ muốn trực tiếp ra tay, thấy một màn này trực tiếp dừng bước. Hắn không có tự tin ở Diệp Thần trước khi động thủ, có thể trực tiếp đánh chết. Ngươi muốn làm gì, chỉ cần buông ta ra nhi tử, có thể thả ngươi rời đi. Vương Hổ thấy phụ thân tới, kích động tới cực điểm. Phụ thân, mau cứu ta. Ta muốn thằng nhóc này chết, ta muốn đích thân nghiền nát hắn mỗi một cái xương. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Rắc rắc, Vương Hổ cổ trực tiếp bị vặn gãy, Diệp Thần ném ra, giống như vứt bỏ chó chết như nhau. Người này sợ là làm thương tổn không ít người, dù là giết, vậy không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mọi người vây xem một bộ xem ngây ngô hình dáng. Cái này người thanh niên lại dám ở thành chủ trước mặt giết hắn nhi tử. Võ giả không tự chủ lui về phía sau hai bước, bọn họ biết muốn đã xảy ra chuyện lớn. Ruột thịt nhi tử ở mình trước mắt bị giết, thành chủ tuyệt đối không thể nào thả qua thằng nhóc này. Vừa nghĩ tới thành chủ chờ một chút giận dữ, bọn họ liền nhẫn không ngừng run rẩy. Phong môn cảnh 8 tầng thiên cường giả giận dữ, máu chảy thành sông. Một ít nhát gan võ giả đã rời đi. Ai biết thành chủ giết chết thanh niên sau này, biết hay không cầm tức giận phát tiết ở trên người của bọn họ. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là sớm rời đi tốt. Dám giết con ta, ta muốn ngươi chết. Thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo bóng người đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, nâng lên cánh tay, một cái tát thẳng tiếp theo. Một chưởng này lưu lại chỗ trống, hắn không hề muốn lập tức giết chết Diệp Thần, mà muốn giữ lại tánh mạng, thật tốt hành hạ một phen. Ở một bên Mộ Yên lẳng lặng nhìn, phong môn cảnh 8 tầng thiên còn không làm gì được Diệp Thần. Ở thành chủ xông lên lúc tới, Diệp Thần trên người kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra, thú hủ kiếm trực tiếp nắm trong tay, một kiếm chém ra đi. Kiếm ý hóa thực, giống như một cơn gió lốc, cuộn sạch mở, chung quanh võ giả không ngừng lui về phía sau. Kiếm ý bén nhọn, mặc dù không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là đã cảm giác được, kiếm ý đang cắt cắt thân xác. Mặc dù bộc phát ra thực lực có chút tàn bạo, bất quá chung quanh võ giả không hề cho rằng Diệp Thần có thể thắng được. Tinh khiếu cảnh và phong môn cảnh hai người bây giờ, chênh lệch quá lớn. Dù cho có thể vượt cấp tác chiến, khẳng định cũng không phải phong môn cảnh đối thủ. Nhưng mà Diệp Thần một kiếm hạ xuống, thành chủ cả người lui về phía sau hai bước, trên mặt toát ra một tơ biểu tình hoảng sợ. Mới vừa rồi,
nếu không phải hắn kịp thời thu bàn tay về, sợ rằng tay hắn đã bị chém rơi trên mặt đất. T. Vây xem võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, một kiếm hạ xuống, thành chủ lại rơi vào hạ phong. Bọn họ ánh mắt không có nhìn lầm chứ. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này thật có thể chém chết phong môn cảnh hậu kỳ cường giả? Bọn họ trong nội tâm xuất hiện một cái hoang đường ý tưởng. Diệp Thần từng bước ép sát, thú mục nát trên thân kiếm kiếm quang không ngừng cua múa đi ra ngoài, kiếm ý và ma khí hai người dung hợp vào một chỗ. Thành chủ hiện tại không dám khinh thường, cảm giác Diệp Thần có điểm quái dị, để cho trong nội tâm hắn mặt có vẻ nguy hiểm hơi thở. Trong tay hắn xuất hiện một cây ma khí bốn tràn ra ma côn, cua múa ra kéo theo thiên địa thế. Trên đường phố nhà chia năm xẻ bảy, cát bay đá chạy, khoảnh khắc bây giờ nổ. Cây gậy tấn công tới, phát ra hổ gầm thế, giống như một con mãnh hổ nhào tới. Diệp Thần khóe miệng một chút nụ cười thản nhiên, thú hủ kiếm ngay tức thì đón đỡ ở, vô tận sương mù, phún ra ngoài. Ở đón đỡ trong nháy mắt, tay hắn cánh tay nghiêng, quăng ra cây gậy. Sau đó thú hủ kiếm thân kiếm, phủ đầy hàn băng lực. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, ở một bên võ giả, không nhịn được đánh run một cái. Lạnh, cực hạn lạnh, tựa như đặt mình vào ở băng thiên nơi tuyết bên trong. Trên mặt đất xuất hiện tầng tầng hàn băng, không ngừng kéo dài. Một kiếm cua múa đi ra ngoài, màu xanh kiếm quang xen lẫn sát ý, bỗng nhiên xông lại. Thành chủ ma côn hất ra, long hổ hư ảnh quanh quẩn. Phát ra từng trận gầm thét, bỗng nhiên bây giờ xông lại. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng mãnh liệt nổ vang. Oanh! Kinh khủng dư âm không ngừng lan truyền, truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Một số võ giả bị nổ bị thương, hốt hoảng lui về phía sau. Thanh niên kia thật sự là tinh khiếu cảnh bộc phát ra thực lực sao? Vèo! Một đạo tiếng xé gió, Diệp Thần cả người đã tại chỗ biến mất. Đi tới thành trước mặt chúa. Thú hủ kiếm bỗng nhiên chém ra đi, tốc độ nhanh như tia chớp, giống như một đạo lưu quang phóng. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ ba, vạn cổ kinh lôi kiếm. Một kiếm rơi xuống, phát ra một tiếng hét thảm. Thành chủ máu rầm rề cánh tay, rơi trên mặt đất, ở tay cụt chỗ, còn phun ra máu loãng. Mới vừa rồi Diệp Thần xuất kỳ bất ý xông lại, hắn muốn chống cự đáng tiếc đã không kịp. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra Chu Thiên Thần Ma thương nắm trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, phá cho ta. Thương ý điên cuồng phun trào, Chu Thiên Thần Ma thương hướng tim hắn đâm tới. Cái này một thương thể tất mang đi thành chủ. Đầu thương vẻ hàn quang, Diệp Thần bóng người đứng tại chỗ, nhưng là chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Đâm! Một đạo máu loãng từ thành chủ trong tim mặt bay bắn ra, trong lòng máu. Thành chủ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, cả người đã không có bất kỳ hơi thở, ngã trên mặt đất. Rút ra Chu Thiên Thần Ma thương, Diệp Thần dẫn Mộ Yên, hướng phủ thành chủ đi tới. Vốn là vây xem võ giả, thấy thành chủ thi thể, từng cái vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Thời tiết muốn thay đổi. Ma tôn thành chủ, trước mặt mọi người bị giết. Mặc dù quân ma Trần rất ít tới đây thành. Nhưng là đây chính là quân ma Trần bước lên đỉnh cấp trước, có ý nghĩa nhất địa phương. Ma tôn thành phủ thành chủ lại là có một tôn quân ma Trần pho tượng à. Thanh niên kia cử động, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Nói không chừng ma tôn đế cung giận dữ, bọn họ một cái đều chớ nghĩ sống. Cường giả giận dữ tàn sát thành sự việc, ở ma tộc đã là bình thường hiện tượng. Diệp Thần mang Mộ Yên đi tới phủ thành chủ sau này, rất nhanh. Liền phát hiện một pho tượng to lớn. Pho tượng cao 10 mét, toàn thân tản ra cuồn cuộn ma khí. Dáng người thô bạo vô cùng, giống như nắm trong tay thiên địa thần. Mộ Yên thấy một màn này, trong con ngươi lửa giận cháy, không do dự nữa, một chuôi ma kiếm nắm trong tay, trực tiếp chém tới. Nhưng mà, ma kiếm còn chưa đụng chạm, một đạo bình phong che chở hiển lộ. Pho tượng kia lại thiết lập có trận pháp bảo vệ. Mộ Yên thân thể ngay tức thì lui về phía sau, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, trực tiếp sử dụng tiểu hoàng, trận pháp ngay tức thì bị chiếm đoạt. Diệp Thần nhìn cái này tôn pho tượng khổng lồ, lửa giận trong lòng không thể so với Mộ Yên thấp, không do dự nữa, lăng không lên.
Một kiếm mang theo kinh thiên uy thế, trực tiếp chặt xuống. Đụng! Quân ma Trần pho tượng ngay tức thì hóa là bột. Bụi mù cuồn cuộn phun trào. Mộ Yên vui mừng, cầm kiếm mà rơi, trực tiếp ở phủ thành chủ trên tường khắc xuống một hàng chữ viết. Ma đế hạ xuống ngày, quân ma Trần bỏ mình lúc. Cùng thời khắc đó, ma tôn đế cung, tức giận ngưng trọng, quân ma Trần mặt âm trầm, đóng cửa hình ảnh. Hắn nhìn về phía quỳ xuống trước mặt ma ảnh, mở miệng nói, vì sao lỡ tay. Ma ảnh sắc mặt ngưng trọng, những cái kia thuộc hạ thế lực lừa dối thần, thần mới khinh thường. Ma tôn, lại cho ta một lần cơ hội. Bót, quân ma Trần một trưởng vỗ xuống, đại điện mặt đất ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Ma ảnh thân thể lại là tại chỗ chấn động bay. Như vậy con kiến hôi, điều động ta ma tôn đế cung đuổi giết, lại vẫn không cách nào tiêu diệt. Ngược lại để cho đối phương đi tới ma tôn thành, hủy ta tự mình lập được tiếu xem. Đây là khiêu khích, đối với ta quân ma Trần khiêu khích. Ma ảnh, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu như lại mang không trở về hai người này mệnh, ngươi thay bọn họ chết. Ma ảnh diễn cảm khẽ biến. Ma tôn. Hắn vốn cho là chấp trưởng hết thảy, lại không nghĩ rằng bỏ qua Diệp thần các người, bọn họ lại vẫn như vậy khiêu khích. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Hiện tại, hắn không thể nào sẽ giúp Diệp thần. Diệp thần phải chết. Ma tôn đế cùng uy nghiêm, không cho khiêu khích. Ma ảnh rời đi sau đó, quân ma Trần ngưng mắt nhìn cách đó không xa một cái xúc quan tài đá nhỏ. Quan tài đá bên trong, là một cái yêu thi thể chó. Thần quốc trước đây không lâu đưa tới. Rất ý tứ rõ ràng. Hắn một ít động tác, thần quốc hiển nhiên phát hiện. Thượng cổ cuộc chiến, quân ma Trần ở sau lưng đột nhiên đối với ma đế ra tay, lúc này mới để cho thần quốc có tiêu diệt ma đế có thể. Sau đó, quân ma Trần thực lực từng bước một tăng lên, leo lên như vậy vị trí, đều có thần quốc bóng dáng. Nhưng là hắn không hề muốn làm thần quốc chó. Hắn tưởng tượng ma đế như vậy và thần quốc ngồi ngang hàng. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá cao mình. Hắn không có ma đế thực lực, càng không có ma đế cơ duyên. Hồi lâu sau, quân ma Trần thở dài một hơi, ma đế, nếu như ngươi thật sống lại, vậy vậy không trách ta. Làm ma tộc và thần quốc chân chính liên hiệp, dù là ngươi sống lại, vậy cuối cùng khó thoát chết chi quả. Liên quan tới thành chủ bị giết là một. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ ma tộc. Ở một nơi sát thành thiên, Diệp Thần và Mộ Yên hai người đi tới một nơi khách sạn tử lầu. Toàn bộ sát thành thiên có sát thiên tông chấn giữ, so với mà nói cũng là tương đối sầm uất. Sát thiên tông, ban đầu ở ma núi xương thời điểm, thì có một người ma tộc cường giả vây công bọn họ hai người. Mấu chốt, sát thiên tông giống vậy có một đạo quân ma Trần pho tượng. Quân ma Trần hành động này chính là muốn lau đi ma tộc con dân đối với ma đế tín ngưỡng. Mà hắn quân ma Trần, liền có thể trở thành chân chính ma tộc tín ngưỡng. Diệp thần, sát thiên tông có cường giả chân chính chấn giữ, sợ rằng không dễ giải quyết. Hắn là ma tộc thập đại cường tông một trong. Thậm chí quân ma Trần thiết kỵ bên trong không hề thiếu xuất từ sát thiên tông. Mộ Yên ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu. Sát thiên tông không giống phủ thành chủ, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Muốn giải quyết sát thiên tông, phải từ từ đi. Thân là sát thiên tông đệ tử, bọn họ trên áo bào mặt cũng có khắc một cái chữ thiên. Ở tử lầu một nơi, thì có ba tên sát thiên tông đệ tử, đang uống rượu. Diệp thần đứng dậy, đi tới ba tên sát thiên tông đệ tử trước mặt. Ba tên đệ tử tu vi không cao, hắn một trưởng là có thể đập chết. Đừng làm trở ngại chúng ta uống rượu, cút. Bọn họ một mắt có thể nhìn ra, Diệp thần thực lực là tinh khiếu cảnh, ba người như cũ không sợ. Sát thành thiên là bọn họ sát thiên tông địa bàn, ai dám đối với bọn họ ra tay, đó chính là sống không nhịn được. Diệp thần cười không nói, sau đó nâng lên cánh tay, một trưởng trực tiếp rơi xuống. Oanh! Một trưởng đi xuống, ba tên đệ tử tại chỗ chết. Một tiếng rên. Kinh động tử lầu quý khách, thấy ba tên sát thiên tông đệ tử tử vong, mọi người vội vội vàng vàng rời đi. Ngồi ở trên ghế Mộ Yên ngây ngẩn, nàng mới vừa rồi nhắc nhở Diệp thần, chính là bởi vì chẳng ngờ quang minh chánh đại phát sinh mâu thuẫn. Muốn lén lút dần dần giải quyết sát thiên tông,
ai biết Diệp Thần đi lên một cái tát liền đập chết ba tên đệ tử. Cái này cùng nàng nghĩ khiêm tốn ra tay, hoàn toàn khác nhau. Tửu lầu quý khách rất nhiều, vừa mới nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ, thì có không thiếu võ giả. Tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao ở sát thành thiên ẩn núp? Diệp Thần đi tới Mộ Yên trước mặt, mở miệng nói, đi, chúng ta đi thông báo các. Thông báo các là quân ma Trần sản nghiệp. Nếu không cách nào và quân ma Trần chống lại, vậy thì mượn thời gian kém, hủy đi quân ma Trần cơ nghiệp. Đi tới thông báo các ngoài cửa, phát hiện chung quanh võ giả rộn ràng, Diệp Thần và Mộ Yên đi tới, một người thị nữ tới đây, mở miệng nói, ngài khỏe đại nhân, có cái gì muốn mua? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn một cái mở miệng cười nói, ngươi còn không có tư cách làm chủ, cầm các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta có một khoản mua bán lớn muốn cùng hắn nói. Thị nữ nhìn một cái Diệp Thần, một cái tinh khiếu cảnh có thể có cái gì mua bán lớn. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đi tìm trưởng quỹ, rất nhanh, trưởng quỹ đi tới, là một người mập mạp người đàn ông trung niên, thực lực rất mạnh. Ma tộc lịch sử so linh võ đại lục bốn vực đều phải lâu đời, võ giả tu vi cũng là cao hơn không thiếu. Nhưng là nguyên nhân lớn hơn ở chỗ lòng đất ma mạch. Mượn ma khí tu luyện. Tốc độ hiển nhiên mau tại linh khí tu luyện. Toàn bộ thông báo các đều là người đàn ông trung niên phụ trách, có thể làm cho như vậy tồn tại làm trưởng quỹ, có thể tưởng tượng được, thiên sát tông đối với thông báo các nặng bực nào coi. Vị khách quan này, không biết muốn cùng ta nói bao lớn mua bán. Hắn thấy chỉ là một người tinh khiếu cảnh, trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều, cái gọi là lớn mua bán, chỉ sợ cũng không có nhiều ít. Thông báo các bảo vật. Ta muốn hết. Vốn là đi tới lui ngừng dừng võ giả, nghe gặp Diệp Thần một câu nói, nhất thời dừng bước, cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Thông báo các bảo vật toàn bộ lấy đi, đây là bao lớn giọng, có bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ không tự chủ co quắp mép một cái, sau đó mở miệng nói, các hạ, người xác định không có làm trò đùa. Hắn làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người muốn cầm thông báo các bảo vật toàn bộ lấy đi. Tự nhiên, hơn nữa ta còn không tốn một phân tiền. Diệp Thần một câu nói này, hoàn toàn để cho trưởng quỹ sắc mặt âm trầm xuống, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Còn muốn không tốn một phân tiền, liền đem bảo vật toàn bộ lấy đi. Các hạ, ta xem ngươi là tới thông báo các kiếm chuyện đi. Trưởng quỹ vung tay lên, chung quanh hộ vệ nhất thời đi tới, khinh thường nhìn Diệp Thần. Dám ở thông báo các kiếm chuyện. Đã không biết nhiều ít năm không có phát sinh qua. Đây chính là quân ma Trần thiết lập thông báo các. Quân ma Trần lên chức sau đó, ai dám tìm thông báo các phiền toái. Ngươi làm sao biết? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, trong tay thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương trong nháy mắt lấy ra. Ở lúc cầm đi ra, nhìn một cái chung quanh hộ vệ, bỗng nhiên xông tới. Mộ Yên ở bên cạnh cũng đi theo, nàng mặc dù không có thể đối phó trưởng quỹ. Nhưng là đối phó một ít hộ vệ dư sức có thừa. Tự tìm cái chết. Thông báo các trưởng quỹ vừa thấy, trực tiếp xông về Diệp Thần. Dám ở thông báo các gây chuyện, tuyệt đối không có thể sống rời đi nơi này. Ở trưởng quỹ xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bỗng nhiên vặn đi qua. Một đạo cực hạn kiếm quang, nháy mắt bây giờ cũng đã xông tới. Kiếm ý vào giờ khắc này điên cuồng lưu động, một kiếm quơ múa ra. Trưởng quỹ cả người lui về phía sau hai bước. Một mặt khiếp sợ thần sắc, nhìn Diệp Thần, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi không phải tinh khiếu cảnh. Mới vừa rồi một kiếm kia, để cho hắn đều đã cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối không phải tinh khiếu cảnh có thể phát huy ra được lực lượng. Diệp Thần cười không nói, cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại hướng trưởng quỹ trực tiếp xông lại. Thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương, đồng thời bộc phát ra kinh khủng sát ý. Sát ý dần dần hóa thực, một thương một kiếm giống như tử thần kêu gọi, chuẩn bị thu hoạch thông báo các trưởng quỹ sinh mạng. Đâm! Một kiếm hạ xuống, thông báo các trưởng quỹ đột nhiên lui về phía sau, hắn thân thể xuất hiện một đạo vết kiếm, máu loãng không ngừng từ trong thân thể chảy xuống. Ở hắn chuẩn bị đánh lại thời khắc, Diệp Thần Chu Thiên Thần ma thương đã hạ xuống. Thương ý ở thông báo các không ngừng tràn ngập, giống như một đóa đóa đợt sóng tấn công tới. Chu Thiên Thần ma thương phong tỏa lại trưởng quỹ, bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Một thương đột nhiên rơi xuống,
trưởng quỹ ngực xuất hiện một cái lỗ máu, rào rào chảy máu tươi. Giờ phút này trưởng quỹ cả người sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ màu máu, hắn cầm ra một cái truyền âm phù, ngay tức thì bóp vỡ. Hắn không có tư cách cùng quân ma Trần tiếp xúc, nhưng là có thể và gần đây sát thiên tông liên lạc. Sát thiên tông thực lực, đủ dung chuyển hết thảy. Ở sát thiên tông một nơi trong cung điện mặt, ngồi ở phía trên nhất tông chủ, thấy eo ếch truyền âm phù. Không tốt, ma tôn ở chỗ này thành thiết lập thông báo các xảy ra chuyện rồi. Huệ trưởng lão, lập tức dẫn người đi tiếp viện, người tới không tốt. Thông báo các trưởng quỹ phát ra truyền âm phù, để cho vậy võ giả đi qua vậy là chịu chết. Huệ trưởng lão đứng dậy, lập tức đứng dậy. Thông báo các nhưng mà quân ma Trần trọng yếu nhất một nơi một trong sản nghiệp, tuyệt đối không thể ra phát hiện bất kỳ sai lầm. Do bọn họ che chở tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vèo, vèo. Ba danh tiếng tức ngập trời cường giả bay về phía hư không, hướng thông báo các đi qua. Bọn họ khoảng cách thông báo các, chỉ cần trong nháy mắt. Ở thông báo các bên trong, trưởng quỹ chật vật ngăn cản, thú hủ kiếm bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Ở thông báo các mua bảo vật võ giả, cũng sớm đã rời đi. Những hộ vệ kia đã bị Mộ Yên toàn bộ đánh chết, toàn bộ thông báo các máu chảy thành sông. Giải quyết hết hộ vệ sau này, Mộ Yên trực tiếp vào tay gắn bảo vật. Sớm ở trên đường tới cũng đã nghĩ xong, Diệp Thần kéo thông báo các trưởng quỹ, nàng tới thu lấy bảo vật, đến lúc đó trực tiếp rời đi. Hiện tại sát thiên tông hẳn đã nhận được tin tức, đang đi tiếp viện, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Một thương một kiếm không ngừng cua múa, thông báo các trưởng quỹ lần lượt tháo chạy, càng ngày càng không có cách nào ngăn cản. Người dám trêu chọc quân ma Trần, có bản lãnh đừng mang mặt nạ, sát thiên tông thậm chí còn ma tôn đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thông báo các trưởng quỹ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Bị một người tinh khiếu cảnh võ giả đánh bẹp. Yên tâm, ta không chỉ sẽ trở thành là sát thiên tông ác mộng, càng sẽ trở thành là quân ma Trần ác mộng. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Thần ma thương trực tiếp xuyên thấu ngực hắn. Một đạo máu tươi bão táp, trưởng quỹ cả người bóng người ngã trên mặt đất. Xong hết rồi sao? Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, bây giờ là thời điểm rời đi. Lập tức tốt. Mộ Yên tiếng nói vừa dứt, trong hư không truyền tới ba đạo khí tức mạnh mẽ. Diệp Thần cau mày, thấy sát thiên tông cường giả đã chạy tới. Mặc dù cái này ba đạo hơi thở, đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng là không thể tiếp tục kéo dài. Nếu như sát thiên tông tông chủ đến, hắn chỉ sợ muốn rời khỏi cũng rất khó. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra tất cả loại cướp tới cao cấp vũ khí, nhìn một cái Mộ Yên, mở miệng nói, chúng ta rời đi bây giờ. Ngàn binh bảo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thần khí truyền tới ông ông tiếng vang. Mộ Yên đi tới Diệp Thần trước mặt, trong nháy mắt ném ra. Kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên tràn ngập ra, trong nháy mắt bây giờ nổ. Oanh! Thông báo các một mảnh phế tích, ngay tức thì sụp đổ, ở trong hư không ba tên sát thiên tông cường giả thấy một màn này, cả người sắc mặt đại biến. Hắn nội tâm của nàng bên trong cũng đang rỉ máu. Thông báo các bị hủy, sát thiên tông phải chịu đựng đả kích khổng lồ. Tiểu tạp chủng, người đừng nghĩ chạy. Sát thiên tông cường giả thấy Diệp Thần và Mộ Yên chạy trốn bóng người, bỗng nhiên bây giờ đuổi theo. Bọn họ tới trễ một bước, hiện tại thông báo các đã bị hủy diệt, bọn họ nhất định phải bắt đầu xỏ. Nếu không đến lúc đó không có người có thể lắng xuống tông chủ và quân ma Trần lửa giận. Vậy hai cái che đậy mặt mũi người, tuyệt đối không có thể sống được. Ở bọn họ sau lưng, sát thiên tông cường giả không ngừng theo sát, nhưng mà Diệp Thần phong lôi chớp mắt nhanh hơn. Ở phía sau truy kích Diệp Thần cường giả, thấy bóng người bọn họ từ từ đi xa, một búng máu phun ra ngoài. Bọn họ lại liền một người tinh khiếu cảnh võ giả cũng không theo đuổi. Giờ phút này Diệp Thần và Mộ Yên bóng người, đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Ba tên sát thiên tông cường giả đứng ở trong hư không, giống như một người ngu như nhau. Trong đó một người cường giả, rất miễn cưỡng biệt xuất một chữ. Đi! Bọn họ ở lại chỗ này đã không có bất kỳ chỗ dùng, chỉ có thể trở về bẩm báo tông chủ, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Ở sát thành thiên, tất cả võ giả đều biết thông báo các bị cướp không còn một mống,
tổn thất thảm trọng. Không chỉ có như vậy, ba tên sát thiên tông cường giả ra tay, vậy không có bắt được hung thủ. Trong nháy mắt, sát thiên tông uy vọng hạ xuống tới cực điểm. Sát thiên tông tông chủ thốt nhiên giận dữ, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng quân ma trần bẩm báo. Ma tôn đế cung. Quân ma trần tự nhiên lấy được tin tức. Hắn thân thể tức giận run rẩy. Lúc này mới bao lâu? Vậy hai cái nhỏ xúc sinh lại liên tiếp khiêu khích. Nếu như không phải là cái này hai cái nhỏ xúc sinh quá xảo quyệt, hắn đã sớm ra tay đánh chết. Hắn nhìn về phía sát thiên tông tông chủ, nói thẳng, vậy thân phận của hai người hẳn là Diệp Thần và ma đế con gái. Ta sẽ để cho ma ảnh dừng lại đi ma tộc phía bắc tìm. Ngươi như thấy, thời gian đầu tiên thông báo ma ảnh. Sát thiên tông tông chủ diễn cảm cổ quái, nhưng vẫn là chắp tay nói, ma tôn xin yên tâm. Bọn họ như không có rời đi, ta nhất định kêu bọn họ chắp cánh khó khăn bay. Cùng lúc đó, thần quốc và linh võ đại lục nơi biên giới. Một tòa kim đỏ thần môn vô cùng chói mắt. Cổ xưa minh văn khắc ở thần môn bên trên. Trang nặng thêm uy nghiêm. Mấu chốt kim đỏ thần ngoài cửa giữ cửa người thố lộ hơi thở lại vô cùng mạnh mẽ. Kim đỏ thần môn bên trên lại là viết hai cái giả dặn có lực chữ to. Thần quốc. Mà ở nơi này kim đỏ thần môn cách đó không xa. Hai đạo cái khăn che mặt bóng người xuất hiện. Một cái trong đó vóc người uyển chuyển, cố nhiên cái khăn che mặt, vậy có thể cảm giác được cái khăn che mặt hạ đẹp kinh tâm động phách. Cái này hai người, chính là Hạ Linh Thu và Kỳ Tư Thanh. Hạ Linh Thu trong mắt như cũ mang một chút cừu hận, nhìn về phía bên người Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh, ngươi không nên nghĩ chạy trốn, ngươi đồ trên tay. Là thần quốc cao cấp luyện khí sư chế tạo, có thể khống chế linh lực của ngươi. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi hiện tại phải làm chính là nghe lệnh của ta. Kỳ Tư Thanh nhìn lướt qua tay trên có khắc cổ xưa văn lộ chiếc vòng, cười lạnh nói, Hạ Linh Thu, linh tiên đế cung cũng bị mất, ngươi hết thảy cũng bị mất, hiện tại ngươi dự định làm một cái thần quốc chó. Ta đã từng còn cho là ngươi dã tâm vượt qua thần quốc, bây giờ nhìn lại. Cũng không quá nơi này. Hạ Linh Thu sắc mặt nổi nóng, hét im miệng. Một giây kế tiếp, Kỳ Tư Thanh hơi biến sắc mặt. Thậm chí có chút thống khổ. Chỉ vì là vòng tay bên trong lại mang lực lượng cuồng bạo. Mới vừa rồi Hạ Linh Thu khống chế lực lượng này xông vào nàng trong cơ thể. Hạ Linh Thu hừ lạnh một tiếng, Kỳ Tư Thanh, ta biết ngươi thần hồn mạnh mẽ, cũng biết ngươi thiên phú thần bí lại nghịch thiên. Nhưng là ngươi sau này chỉ có thể trở thành ta con rối. Ta như là tìm ra phá vỡ ngươi mạnh mẽ thần hồn biện pháp, ta liền sẽ tước đoạt ngươi thể xác. Đoạt xác ngươi. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ta lấy ngươi mặt mũi đứng ở tiểu súc sinh kia trước mặt, giết tiểu súc sinh kia, hắn sẽ là dạng gì diễn cảm. Kỳ Tư Thanh không có hốt hoảng chút nào, nàng mảnh khảnh tay thả ở sau lưng, nhàn nhạt nói, thần hồn của ta. Thế gian không người có thể phá, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hạ Linh Thu càng phát ra tức giận, đi, theo ta cùng nhau tiến vào thần quốc. Thần quốc đối với ngươi mà nói vô cùng xa lạ, ngươi ở bên trong gặp được thiên tài chân chính. Còn nữa, có chuyện ngươi có lẽ không biết, ta năm đó lấy được cơ duyên liền là tới từ thần quốc. Bằng vào ta là truyền nhân tư cách, bọn họ vậy sẽ đối với ta không tệ, mà ngươi, chỉ có thể trở thành ta nô lệ. Nói xong, Hạ Linh Thu liền lấy ra lệnh bài trực tiếp bước vào thần quốc. Kỳ Tư Thanh ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua thần quốc cửa, lẩm bẩm nói, cái này nhất thế cuối cùng trước hay là Diệp Thần một bước đi tới thần quốc. Chỉ là, Diệp gia đã sớm không có ở đây, Khúc gia nhưng trở thành thiên đạo cung chó, cố nhiên thế lực ngút trời, nhưng cái này nhất thế, ta cũng không sẽ sẽ cùng Khúc gia có bất kỳ liên quan. Dẫu sao Khúc Nặng Khói đã chết. Cái này nhất thế, chỉ có Kỳ Tư Thanh. Như ta trí nhớ toàn bộ khôi phục, ta có lẽ cũng có thể coi là những tên kia tổ tiên. Bất quá, trước thời hạn tiến vào, có lẽ có thể điều tra viễn cổ thần quốc Diệp ra sự việc. Nước đục này, nguy hiểm trùng trùng đây. Diệp thần, như có thể, ta hy vọng ngươi cách xa cái này trung tâm bão. Bất cứ giá nào, ta vì ngươi chịu đựng. Ta cái này nhất thế ý nghĩa tồn tại liền là thủ hộ ngươi. Nói xong, Kỳ Tư Thanh cũng là một bước bước vào thần quốc. Linh võ đại lục, vạn kiếm đế cung. Hạ Nhược Tuyết đứng ở trung ương đại điện,
Thanh Bần dung mạo giống như hoa mai nở rộ. Nàng nhìn về phía trên nhất băng kiếm Thánh Vương, mở miệng nói, băng kiếm tiền bối, kể từ hôm nay, ta dự định tiến vào ma tộc. Huyết linh tộc truyền tống trận ta đã phá vỡ, những cái kia mưu toan đối phó Côn Lôn hư huyết linh tộc người đều bị ta giải quyết. Thời gian ngắn, huyết linh tộc hẳn không sẽ lại đối với Côn Lôn hư ra tay. Cho nên, ta muốn đi vào ma tộc tìm Diệp Thần. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, còn hy vọng băng kiếm tiền bối ở lâu ý một chút Côn Lôn hư. Tiểu nữ hôm nay tới quấy rầy chính là vì chuyện này. Băng kiếm Thánh Vương lắc đầu một cái, Nhược Tuyết, ngươi sợ là không được rõ ta và Diệp Thần tình thầy trò, chúng ta giàu gì vậy coi là trung hoạn nan qua, Côn Lôn hư ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Căn cứ ta hiện đang nắm trong tay tin tức, huyết kiếm môn thậm chí còn huyết linh tộc cũng không có hạ đi Côn Lôn hư. Hạ Nhược Tuyết nhướng mày một cái, tại sao? Băng kiếm Thánh Vương đứng lên, nhàn nhạt nói, thần quốc bên kia tựa hồ có cái gì động tĩnh lớn. Người ta đã phát hiện không thiếu thần quốc cường giả hạ xuống. Như thế nhiều thần quốc người hạ xuống huyết linh tộc, ta hoài nghi và Diệp Thần những cái kia bị kẹt sư tôn có liên quan. Hạ Nhược Tuyết chau mày, mặc dù không biết Diệp Thần lúc nào nhiều như thế nhiều sư tôn, nhưng là huyết linh tộc và thần quốc quan hệ như vậy chặt chẽ, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Băng kiếm tiền bối, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, Diệp Thần sẽ làm gì? Băng kiếm Thánh Vương con ngươi trầm xuống, chỉ chốc lát sau, mới nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu ra những cái kia sư tôn. Chỉ tiếc, thần quốc thực lực quá mức mạnh mẽ, bây giờ Diệp Thần không cách nào dung chuyển. Chuyện này còn cần Vân. Vân, hiện tại Diệp Thần ở ma tộc, cơ duyên chưa tới, hắn như trước thời hạn đi ra, cơ duyên có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, đối với hắn bất lợi. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự, bước ra một bước, đã như vậy, ta liền đi một chuyến huyết linh tộc, thuận tiện biết rõ thần quốc và huyết linh tộc bây giờ rốt cuộc đang nổi lên âm mưu gì. Băng kiếm Thánh Vương gật đầu một cái, mở miệng nói, thật ra thì, ta cũng hy vọng như vậy, ma tộc ngươi hiện tại đi, có thể sẽ để cho Diệp Thần không cách nào thi triển quyền cước. Nhưng là huyết linh tộc bên kia, ngươi quả thật có thể đi. Cố nhiên thần quốc mạnh mẽ, nhưng ngươi có một quả luân hồi tinh thạch. Luân hồi tinh thạch nếu như dùng thuật pháp kích hoạt, có thể che đậy hơi thở, những thần kia quốc cường người tuyệt đối không phát hiện được ngươi. Cái này thuật pháp là Vĩnh Hằng Thánh Vương từng cho biết ta, hôm nay, giáo ta cho ngươi. Dứt lời, băng kiếm Thánh Vương xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt, chỉ điểm một chút ở Hạ Nhược Tuyết ấn đường. Một cổ tin tức ngay tức thì tràn vào đầu óc. Hạ Nhược Tuyết con ngươi kinh ngạc, chợt đổi được cực kỳ nghiêm túc, băng kiếm tiền bối. Ta sẽ đi ngay bây giờ một chuyến Nam Vực. Băng kiếm Thánh Vương dặn dò, Nhược Tuyết, chuyện này không phải chuyện đùa, nhớ lấy không nên cùng thần quốc cường giả phát sinh mâu thuẫn, ngươi phải làm chính là điều tra thần quốc và huyết linh tộc giữa liên lạc, hơn nữa thần quốc gần đây vì sao hạ xuống nhiều cường giả như vậy. Ta ở ngươi thức hải trồng một đạo thuật pháp, một khi có tình huống đặc biệt phát sinh, ngươi liền cháy cái này thuật pháp, nó sẽ đem ngươi ngay tức thì mang về. Hơn nữa tiếp theo mấy ngày, ta muốn đánh vào thái hư cảnh, người có thể sẽ không thấy được ta. Nếu như đến lúc đó người về tới đây, ta còn không có xuất quan, người lại đi ma tộc. Hạ Nhược Tuyết sâu đậm nhìn một cái băng kiếm Thánh Vương, gật đầu nói, được. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết bóng người biến mất. Ma tộc, sát thành thiên. Trong khách sạn, trong tu luyện Diệp Thần mở mắt ra. Cái này mấy ngày. Hắn không ngừng ở cảm ngộ lăng phong thần mạch. Lăng phong thần mạch tác dụng tựa hồ hoàn toàn không có kích hoạt. Hắn cảm giác mình chỉ bất quá nắm giữ một góc băng sơn. Hơn nữa, lần này gió bia tăng lên thực lực trình độ xa xa thấp hơn Trần Bia. Cái này không hợp lý. Trần Bia là 10 khối luân hồi huyền bi bên trong yếu nhất một khối. Gió bia chiếu lý mà nói không phải như vậy phổ thông. Diệp Thần mơ hồ cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Đột nhiên, Diệp Thần cửa phòng bị đẩy ra. Diệp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ ở ma tộc không có gõ cửa thói quen. Mộ Yên thần bí hề hề đi vào, cười một tiếng, cho ngươi xem đồ tốt. Ta phát hiện một cái bí mật, sát thiên tông tông chủ đàn bà và một người trưởng lão cấu kết. Nếu như chúng ta tiêu diệt sát thiên tông, quân ma Trần biết hay không hộc máu. Nói xong. Mộ Yên đem một khối khắc ảnh đá đưa cho Diệp Thần.
Diệp Thần tự nhiên biết khắc ảnh thạch tác dụng, có thể ghi chép cảnh tượng, tương tự hoa hạ máy chụp hình. Mấu chốt, Mộ Yên mấy ngày nay thần bí hề hề, chính là vì vật này. Hắn thần niệm dưới vào trong đó, ngay tức thì gương mặt ửng đỏ. Không chịu nổi cảnh lại là Mộ Yên ghi xuống. Mộ Yên nhận ra được Diệp Thần cổ quái ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, chi tiết không cần thăm dò, chờ lát nữa chúng ta đi ngay tìm Sát Thiên Tông. Muốn thiệt hại nặng Quân Ma Trần, chúng ta liền muốn để cho hắn không được an bình. Diệp Thần chau mày, cố nhiên cảm thấy Mộ Yên hành vi có chút ẩu tả, nhưng đây chưa chắc không phải một loại biện pháp. Nửa giờ sau, ở trong hư không, Sát Thiên Tông phía trên, xuất hiện hai người bóng người. Một nam một nữ, nam tử người mặc đồ trắng, trong tay cầm ra thú hủ kiếm, từng bước một từ trong hư không đi tới. Ở bên cạnh hắn, một cô gái, đầu đeo khăn che mặt, che giấu dung nhan tuyệt thế, khóe miệng một món nụ cười. Mặc dù không thấy được dung nhan, nhưng là nhất tiếu khuynh thành, tuyệt thế mà độc lập. Hai người dậm chân tới, núp ở trong hư không võ giả biết, kịch hay lập tức phải mở màn. Vèo, vèo, vèo. Ở Diệp Thần và Mộ Yên hai người xuất hiện một khắc kia, từng đạo phá không thanh âm truyền tới. Ở hai người phía đối lập, Sát Thiên Tông tông chủ Quế Bình đứng ở nhất trước mặt, ở hắn sau lưng còn có hai người hơi thở kinh khủng trưởng lão. Còn như tinh khiếu cảnh đệ tử, đứng ở phía dưới, trong tay cầm đao kiếm, bày trận mà đợi. Vô tận ma khí phóng lên cao. Chiến đấu mặc dù còn không có bùng nổ, nhưng là trong hư không, đã truyền tới yếu ớt tiếng gió. Vốn là bầu trời bên trong mặt trăng bị một tầng mây đen bao phủ, đại chiến không dậy, mưa gió biến sắc. Diệp Thần, người hủy ma tôn đại nhân thông báo các, ma tôn giận cá chém thất tại ta, ta và ngươi có thủ không đợi trời chung, lại vẫn dám đến Sát Thiên Tông tự tìm cái chết. Ta đã thông báo ma ảnh đại nhân, ở hắn dám trước khi tới, ta định đem các ngươi chém chết. Quế Bình thân có cao hay không, nhưng là trên người hắn bộc phát ra khí thế, dị thường khủng bố. Hắn nhất cử nhất động, cũng hàm chứa thiên địa thế, tựa như sừng sững ở trong hư không, hắn là chủ tể. Đối mặt Quế Bình khí thế, Mộ Yên cười không nói. Tay nàng bên trong cầm ra khắc ảnh đá, đặt ở trong hư không. Làm khắc ảnh đá xuất hiện một khắc kia, núp ở trong hư không võ giả còn không biết rõ, muốn làm gì. Quế Bình trong nội tâm, có một chút dự cảm xấu, chuyện này, tựa hồ và hắn có liên quan. Khắc ảnh đá sừng sững ở trong hư không, rất nhanh liền xuất hiện một bức họa mặt. Yên tĩnh, yên tĩnh. Núp ở trong hư không võ giả xem trợn tròn mắt, Quế Bình sắc mặt đỏ bừng, cả người cũng ở run rẩy không ngừng. Ở Quế Bình phía sau, Trần trưởng lão Hù Được Chân cũng có một chút phát run. Phía trên xuất hiện hình ảnh, đúng lúc là hắn và một cô gái đối thoại. Quế Bình biết trong hư không có rất nhiều ẩn núp võ giả, bất quá hắn vậy không có ngăn cản. Có thể làm cho Sát Thành Thiên võ giả, thấy bọn họ đánh chết Diệp Thần và Mộ Yên, cũng có thể lập uy. Ai biết còn không có lập uy, nhưng xuất hiện như vậy một bức tranh. Hắn cái này một gương mặt già nua cũng coi là hoàn toàn bị mất hết. Trong hư không võ giả, diễn cảm cực độ cổ quái. Vốn là xem náo nhiệt, lại phát hiện thiên đại bí mật. Quế Bình trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, một cái tay bắt sau lưng Trần trưởng lão, hắn khí tức trên người, không ngừng tràn ra. Tông, tông chủ, đừng giết ta sai rồi. Trần trưởng lão hai chân run rẩy không ngừng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, sự việc sẽ bại lộ ra. Lần này mọi người đều biết, thậm chí toàn bộ ma tộc cũng sẽ biết. Một giây kế tiếp, Trần trưởng lão thi triển thuật pháp, cuồng bạo ma khí bọc toàn thân. Lại trực tiếp hướng ma tộc mặt tây đi. Sát Thiên Tông tông chủ dưới, Trần thực lực của trưởng lão không cho phép nghi ngờ. Mặc dù không địch tông chủ, nhưng là bảo vệ tánh mạng thuật pháp, cháy máu tươi, tuyệt đối có thể chạy trốn. Nhưng mà, thuộc về tức giận danh giới Sát Thiên Tông tông chủ Quế Bình làm sao có thể bỏ qua Trần trưởng lão. Nháy mắt tức thì tựa như hóa là một đạo ma sư hướng Trần trưởng lão đuổi theo. Tông chủ, Diệp Thần làm thế nào? Mấy vị trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà Quế Bình sớm đã biến mất ở tầm mắt bên trong. Tông chủ rời đi, sừng sững ở trong hư không trưởng lão, liếc nhìn nhau, quyết định ra tay.
Bọn họ bên này còn có một người phong môn cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù ít đi tông chủ, bất quá cũng có thể và Diệp Thần đánh một trận. Mộ Yên bóng người nhẹ lui về phía sau, cho Diệp Thần nhường ra không gian. Diệp Thần, có chút thời điểm, thực lực cũng không thể đại biểu toàn bộ. Ta mặc dù không như ta phụ thân, nhưng là mưu trí một khối này, vẫn là so ngươi mạnh một chút. Hiện tại sát thiên tông tông chủ rời đi, còn dư lại giao cho ngươi. Ta sẽ đi hủy diệt sát thiên tông quân ma trần tượng đá. Hống, cửu U Tu La hiện thế, Diệp Thần trực tiếp vận dụng mạnh nhất trạng thái, tới tốc chiến tốc thắng. Tí tách, nước mưa rào rào rơi xuống, gió lớn gầm thét, giống như thần ma đang gầm thét. Thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chu vi vạn dặm ma khí, không ngừng tràn vào đến hắn trong thân thể. Ma khí tùy ý, tạo thành một cơn gió lốc, ở Diệp Thần sau lưng sáu cánh tay, đồng thời đưa ra chỉ một cái. Đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng màu đen, truyền tới khí tức hủy diệt. Vốn là muốn xuất thủ sát thiên tông cường giả, trong nháy mắt dừng bước. Hắn bóng người hơi ngừng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bên trong đôi mắt toát ra một chút sợ hãi thần sắc. Thiên ma chỉ một cái truyền tới hơi thở, trừ phi tông chủ có thể ngăn cản, cho dù là hắn, đều có rơi xuống nguy hiểm. Hư không run rẩy không ngừng, mặt đất xuất hiện từng tia vết rách, điên cuồng lan truyền. Vốn là núp ở trong hư không võ giả, hù được cả kinh thất sắc, từng cái vội vàng rời đi. Oanh, 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 lục chỉ khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Nhất công kích trước chính là vị kia thực lực mạnh nhất sát thiên tông trưởng lão. Vị kia sát thiên tông trưởng lão thấy một màn này, ngay tức thì bắt một người sát thiên tông đệ tử nòng cốt, dùng hắn thân thể để ngăn cản. Hắn đã cảm nhận được chết uy hiếp, người khác chết vậy tổng so mình chết thân nhau. Ánh sáng màu đen trực tiếp xuyên thấu vậy đệ tử nòng cốt thân thể, ngay tức thì biến dạng. Phốc suy, cuồng bạo đợt khí. Trực tiếp oanh bay phong môn cảnh hậu kỳ sát thiên tông trưởng lão. Thật may hắn giữ được một cái mạng. Tất cả mọi người trở lại bên trong tông, mở bảo vệ đại trận. Vậy phong môn cảnh hậu kỳ trưởng lão ý thức được tình huống không đúng, vội vàng hét lớn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, sát thiên tông bên trong tông quân ma trần tượng đá lần nữa vỡ vụn. Mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến. Diệp Thần cầm ra 10 chuôi khí tức cường đại binh khí. Mở miệng cười nói, cho ngươi thêm cửa một phần đại lễ. Phong môn cảnh trưởng lão che ngực, ánh mắt run rẩy kịch liệt, vội vàng mở miệng nói, nhanh lên một chút mở đại trận bảo vệ tông môn. Lời của hắn vừa rơi xuống, binh khí đã rơi xuống đi xuống, hướng sát thiên tông phương hướng rơi xuống. Muốn mở đại trận bảo vệ tông môn đã không kịp. Thời không chi binh rơi xuống thời điểm, tràn ra lạnh người hơi thở. Vốn là bầy trận đợi đệ tử. Thấy một màn này, hù được chạy mất dạng. Bọn họ mặc dù không biết Diệp Thần món vũ khí ném xuống tới là ý gì, nhưng tản mát ra hơi thở, đã để cho bọn họ run sợ trong lòng. Oanh! Bọn họ chạy trốn tốc độ mau hơn nữa, nhưng là còn không bằng ngàn binh bạo bùng nổ tốc độ. Trong nháy mắt bây giờ nổ. Đang truy đuổi Trần trưởng lão Quế Bình cảm nhận được cái gì, già nua gương mặt hơi đổi, không tốt, điệu hổ ly sơn. Một giây kế tiếp, bóng người cấp tốc hướng sát thiên tông phương hướng đi. Diệp Thần và Mộ Yên sau khi rời đi, không tới 2 giờ, Ma Tôn Đế Cung cường giả cũng đã xuất hiện. Cầm đầu chính là Ma Ảnh, hắn nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Ai biết sát thiên tông đã trở thành một mảnh phế tích. Quân ma trần tượng đá dù là có bảo hộ cơ chế, vẫn vỡ vụn. Ma Ảnh nhìn quỳ ở trước người sát thiên tông tông chủ, lạnh lùng nói. Sát thiên tông biến thành như vậy tình cảnh, vì sao trên mình ngươi không có một chút thương thế? Quế Bình sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng giải thích, Ma Ảnh đại nhân, chuyện này đều do vậy hai cái nhỏ xúc sinh, bọn họ. Lời còn chưa nói hết, Ma Ảnh vậy cuộn sạch mọi thứ ma khí một trường ầm ầm rơi xuống. Chuyện này, ngươi vẫn là giữ lại hướng Ma Tôn đại nhân giải thích đi. Quế Bình khạc ra một ngụm máu tươi, cầu xin tha thứ, Ma Ảnh đại nhân. Tiếp theo thời gian ta nguyện ý đi theo đại nhân, tập nã Diệp Thần, lấy công chuộc tội. Ma Ảnh không nói nhảm nữa, đối với sau lưng rất nhiều Ma Tôn Đế Cung cường giả mở miệng nói, hai người kia hẳn chạy không xa, chúng ta dựa theo hơi thở đi truy đuổi. Bất quá dựa theo cái này hai người mấy ngày này động tác,
tựa hồ muốn hủy đi ma tôn đại nhân ở ma tộc tất cả tượng đá và sản nghiệp. Nếu thật sự là như thế, ta có lẽ biết cái này hai người bước kế tiếp sẽ đi nơi nào. Ma Long Thành là ma tôn đi qua nhiều nhất thành phố, nếu là muốn chạm đến ma tôn lửa giận, vậy Ma Long Thành không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này hai tên chẳng lẽ là điên rồi sao? Diệp Thần và Mộ Yên hai người đi tới Ma Long Thành, phát hiện ba ngày sau, Ma Vui Mừng Tông sẽ an bài một tràng đấu giá. Hai người quyết định cùng ba ngày sau, ở bán đấu giá thời điểm đang động tay. Ba ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất, muốn đi vào buổi đấu giá mà nói, nhất định phải giao 10.000 ma tinh. Dựa vào Diệp Thần tài sản, tùy tiện bán ra một món đồ, là có thể bắt được 100.000 ma tinh. Hai người ẩn núp mặt mũi và che đậy hơi thở, dễ như trở bàn tay đi vào. Đi tới trong phòng đấu giá mặt, tìm được một nơi phòng riêng, sau đó có thị nữ đưa tới nước trà. Khoảng cách đấu giá còn có một nén nhang thời gian bắt đầu, võ giả đã lục tục đi vào. Một nén nhang thời gian trôi qua, phòng đấu giá ngay chính giữa xuất hiện một người mặc bại lộ cô gái. Chính là Ma Hoan Tông trưởng lão một trong. Lần này phòng đấu giá đặc biệt người để cho một người trưởng lão tới đây chủ trì, có thể gặp đủ coi trọng. Các vị khách quan, thiếp lần đầu tiên tới chủ trì đấu giá, không nói nhiều thừa thải, vật đấu giá đầu tiên, là một cô gái lọ, chỉ cần hai người song tu, thực lực liền có thể bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Ma Hoan Tông trưởng lão mọi cử động sử dụng mỹ thuật. Giá bắt đầu 100.000 ma tinh, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Ma Hoan Tông trưởng lão tiếng nói vừa dứt, tình cảnh bữa trước lúc bây giờ náo nhiệt lên. Ma Vui Mừng Tông ở ma tộc lịch sử không dài, nhưng là lại có ý nghĩa đặc biệt. Quân ma Trần muội muội quân ma Thu chính là Ma Vui Mừng Tông sau lưng người trưởng đà. Rất nhanh giá cả cũng đã nâng cao đến 1 triệu ma tinh, có thể tăng lên tu vi lò, đối với tinh khiếu cảnh phong môn cảnh võ giả cũng có thể có tác dụng. Tự nhiên không lưu đường sống cạnh chụp. Đến bọn họ cảnh giới bây giờ, muốn tăng lên một tầng, đều cần hao phí nhiều thời gian. 2 triệu ma tinh. Lúc này Diệp Thần đấu giá, trên người hắn mặc dù chỉ có 100.000 ma tinh, bất quá tất cả loại bảo vật còn có quá nhiều, hoàn toàn không lo lắng. Chủ yếu nhất một chuyện, hắn hoàn toàn cũng chưa có nghĩ tới tiêu tiền. Vốn chính là tới gây chuyện, làm sao có thể cho Ma Vui Mừng Tông đưa tiền. Duy nhất tăng giá 2 triệu ma tinh. Bán đấu giá võ giả toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ là có thể tăng lên tầng 1 tu vi, đỉnh hơn cũng chỉ 1,5 triệu ma tinh. 2 triệu mua, đều đã có chút thua thiệt tiền. 2,5 triệu. Một nơi bên trong phòng VIP, một người võ giả mở miệng, hắn đã tinh khiếu cảnh 8 tầng thiên, lại đột phá một tầng chính là đỉnh cấp. Khoảng cách phong môn cảnh chỉ có một bước xa. 5 triệu ma tinh. Diệp Thần một lần nữa mở miệng. Bán đấu giá võ giả, toàn bộ đều nhìn về phía nói chuyện phòng riêng. 5 triệu ma tinh không có võ giả lại tiếp tục đấu giá, kia sợ rằng muốn mua, cũng có lòng không có sức. Ma Hoan Tông trưởng lão, một mặt nụ cười, kiện thứ nhất đấu giá liền đánh ra 5 triệu giá cao, chính nàng cũng có thể có được không ít ma tinh. Kiện thứ hai vật đấu giá là một chuôi ma kiếm, chỉ bất quá có một ít đặc thù, có thể ra chỉ gấp 2 sức chiến đấu. Cái này gấp 2 sức chiến đấu, đã đủ để cho tinh khiếu cảnh võ giả vượt cấp chém chết, đấu giá 2 triệu ma tinh giá bắt đầu, rất nhanh cũng đã đạt tới 5 triệu. 10 triệu. Diệp Thần một lần nữa mở miệng, hoàn toàn không có nhân tính, trực tiếp tăng giá 5 triệu ma tinh. Đấu giá võ giả sắc mặt, cũng hơi có chút âm trầm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, bọn họ sợ rằng một kiện cũng mua không đi trở về. Ta hoài nghi hắn ác ý cạnh chụp, hy vọng phòng đấu giá có thể điều tra rõ. Ma Hoan Tông trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, nàng vậy có một chút hoài nghi là ác ý cạnh chụp. Coi như sau lưng có mạnh mẽ thế lực ma tộc, vậy chưa đến nỗi như vậy lãng phí ma tinh đi. Nàng gọi tới một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả, tiến vào Diệp Thần bên trong phòng VIP điều tra rõ. Rất nhanh tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả đi ra, nhẹ gật đầu một cái. Đấu giá hữu hiệu. Phòng đấu giá đã điều tra rõ, Diệp Thần hoàn toàn có thực lực cầm ra ma tinh. Đấu giá lần nữa tiến hành, mỗi một lần Diệp Thần cũng giá cao đấu giá tới đây. 4 tiếng trôi qua, trừ Diệp Thần trở ra, không có một người võ giả lấy được bảo vật.
Diệp Thần đã ở 4 tiếng bên trong, tiêu xài hết 200 triệu ma tinh, phòng đấu giá nhân viên không có ngăn cản, thuyết minh người ta thật có thể cầm ra 200 triệu. Phòng đấu giá dần dần đến gần hồi cuối, mỗi một cái ma tộc võ giả cũng hận được không ngừng cắn răng. Lần này buổi đấu giá, bọn họ coi như là đi không, một món bảo vật cũng không có bắt được. Diệp Thần đi tới phòng đấu giá phía sau, đặc biệt phụ trách giao dịch, Ma Hoàn Tông trưởng lão cười ha hả nhìn hắn. Tất cả loại bảo vật để lên bàn mặt, Diệp Thần trực tiếp lấy đi, thấy một màn này, Ma Hoàn Tông trưởng lão cũng không có nói nhiều. Bọn họ cũng sớm đã chứng thật qua, Diệp Thần có đủ tiền tài. Một người tinh khiếu cảnh võ giả mà thôi, bọn họ căn bản không lo lắng, Diệp Thần sẽ chạy trốn. Diệp Thần thu lấy bảo vật sau này, nhìn một cái Mộ Yên, hai người chuẩn bị xoay người rời đi. Vị bằng hữu này, tổng cộng 1.8 tỷ ma tinh, mời ngươi kết toán một chút. Ma Hoàn Tông trưởng lão ngăn ở hai người trước mặt, một mặt âm trầm thần sắc. Giao tiền, ta dựa vào cái gì giao tiền? Ma Hoàn Tông trưởng lão, sắc mặt hoàn toàn đổi được âm trầm. Cái này hai người là tới gây chuyện. Ngươi có thể biết chúng ta tông môn đứng sau lưng dạng gì tồn tại. Ma Tôn đại nhân lửa giận ngươi có thể gánh vác sao? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngươi nói nhưng mà quân ma trần, hắn lửa giận, ta tự nhiên có thể gánh vác. Một giây kế tiếp, Diệp Thần thú hủ kiếm lấy ra, khóe miệng một chút nụ cười nhàn nhạt, sau đó một kiếm trực tiếp chém ra đi. Ma Hoàn Tông trưởng lão nghĩ không sai, hắn chính là đặc biệt tới gây chuyện. Một kiếm bỗng nhiên rơi xuống, truyền tới một tiếng nặng nề tiếng vang. Oanh! Vốn là đã lục tục rời đi võ giả, nghe gặp thanh âm, dừng bước lại. Đây là tình huống gì? Có người ở phòng đấu giá động thủ. Phịch! Một tiếng nặng nề tiếng vang, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Võ giả vừa thấy, phát hiện là chủ trì buổi đấu giá trưởng lão. Diệp Thần và Mộ Yên bóng người từng bước một đi tới, Mộ Yên cũng không nói nhảm, vô tận ma khí hội tụ chỉ một cái trực tiếp xé ra đối phương thân xác. Một đạo máu loãng phún ra ngoài, tán rơi trên mặt đất. Vèo, vèo, vèo. Phòng đấu giá xảy ra chuyện tình, sớm ở thời gian đầu tiên liền nói cho Ma Vui Mừng Tông. Từng đạo cường hãn bóng người xông lại. Ở sát Thiên Tông xảy ra chuyện tình sau này, bọn họ Ma Vui Mừng Tông cũng đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong hư không, một cô gái sừng sững, chính là Ma Hoan Tông trưởng lão. Ở sau lưng của nàng, còn có ba tên trưởng lão giống vậy khí tức cường đại. Diệp Thần, lại là ngươi. Bị diệt sát Thiên Tông, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chấm mút Ma Vui Mừng Tông? Tự tìm cái chết. Lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Ma Hoàn Tông trưởng lão mở miệng, nàng sớm đã có chuẩn bị, trong tay bóp vỡ một quả lệnh bài. Một tòa đại trận ầm ầm lên, vì để ngừa Diệp Thần, cũng sớm đã âm thầm bố trí trận pháp. Đại trận cũng không phải là sát trận. Ngược lại là khốn trận, có thể làm cho Diệp Thần thời gian ngắn không thể rời đi. Vèo, vèo, vèo. Vào lúc này, lại một đạo phá không thanh âm truyền tới, Ma Ảnh và Quế Bình bọn họ chạy tới. Ở bọn họ sau lưng còn đứng Ma Tôn Đế Cung cường giả. Làm Ma Ảnh xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần nhướng mày một cái. Thật là mạnh. Ban đầu ở Ma Núi Xương bên ngoài coi chừng cường giả chắc hẳn chính là người này. Ma Ảnh xuất hiện một khắc kia, hắn cũng biết, muốn chạy trốn không có đơn giản như vậy. Thái hư cảnh cường giả, có tuyệt đối tốc độ, có thể bắt được hắn và Mộ Yên. Khốn trận tháo ra đi, có ta ở Diệp Thần không trốn thoát. Ma Ảnh thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, hắn có tuyệt đối tự tin. Đại nhân. Ma Hoàn Tông trưởng lão, cung kính mở miệng, vung tay lên, khốn trận giải trừ. Diệp Thần và Mộ Yên cũng không có rời đi, trong lòng bọn họ rõ ràng, ở Ma Ảnh trước mặt chạy không thoát, chỉ có thể chiến. Ngươi tìm một chỗ, trước né tránh. Mộ Yên nhẹ khẽ gật đầu, lần này có thể hay không rời đi, còn muốn xem Diệp Thần có thể hay không đột xuất vòng vây, chỉ bất quá hy vọng có chút mong manh. Chu Thiên Thần Ma Thương và Thú Hủ Kiếm ở trong tay, Diệp Thần bóng người bay lên, sừng sững ở trong hư không. Ma Ảnh bước ra một bước. Hắn quyết định tự mình ra tay, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vốn là hắn trông cậy vào ngồi ngư ông đắc lợi, bây giờ nhìn lại, Diệp Thần hành vi chạm đến quân ma trần lửa giận.
hắn chỉ có thể lấy lòng tại quân ma Trần. Diệp Thần thủ đoạn hắn đã gặp qua, lần này tuyệt đối sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Ma ảnh đưa ra chỉ một cái, ma khí điên cuồng phun trào, bỗng nhiên rơi xuống. Cái này chỉ một cái còn không có rơi vào Diệp Thần trên mình, nhưng là hơi thở đã ở dần dần nghiền ép. Diệp Thần híp mắt, Thú Hủ Kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, hai người đồng thời rơi xuống. Một kiếm cờ múa đi ra ngoài, Chu Thiên Thần Ma Thương theo sát phía sau. Oanh! Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước, khóe miệng tràn ra một chút máu loãng. Chỉ một cái oai, trực tiếp để cho hắn bị thương. Ma ảnh khóe miệng một món giễu cợt nụ cười, con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn ra tay. Ma ảnh bàn tay giương ra, xuất hiện năm đạo kiếm ý, trong nháy mắt ném ra. Kiếm ý truyền tới phá không thanh âm, tốc độ nhanh đến một cái trình độ cao nhất. Cái này đủ đánh chết một con kiến hôi. Diệp Thần, người biết ma tôn tại sao không xuất thủ không? Đó chính là sợ giơ tay hắn. Ta cũng không muốn đối với ngươi ra tay, bởi vì giết ngươi, giống vậy giơ bẩn tay ta. Tinh khiếu con kiến hôi, còn dám mưu toan hủy diệt ma tôn đại nhân tượng đá, thật là tự tìm cái chết. Năm đạo kiếm ý đại biểu ngũ hành lực. Ngay tức thì hóa là một đạo ngút trời ma kiếm. Đây là thái hư lực lượng. Đủ để dung chuyển hết thảy. Mắt xem ngút trời ma kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Diệp Thần không do dự nữa, kích hoạt xích trần thần mạch. Một đạo kim quang ngay tức thì lóng lánh. Giống như một cái kim long bảo vệ. Hai cổ lực lượng đụng chạm, ngút trời ma kiếm tại chỗ tiêu tán. Mà Diệp Thần, chỉ bất quá lui về phía sau ba bước, sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng. Thậm chí mơ hồ có phun ra một ngụm máu tươi. Ma ảnh diễn cảm thay đổi, hắn nụ cười tự tin bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn tự tin nhất khích, lại bị một cái tinh khiếu cảnh con kiến hôi chặn lại. Điều này sao có thể? Còn nữa, mới vừa rồi đạo ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí mơ hồ để cho hắn huyết mạch sinh ra vẻ sợ hãi. Ngắn ngủi thất thần, một đạo thân ảnh cuốn tới. Diệp Thần chịu đựng thân thể đau đớn, hướng ma ảnh xông lại. Ở đi tới ma ảnh trước mặt, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Ma ảnh mặt không cảm giác, cầm chặt quả đấm, ma khí phun trào, một quyền cua múa ra. Mặc dù không biết vậy hộ thuẫn lai lịch ra sao, nhưng ngươi vẫn là phải chết. Có lẽ sau khi ngươi chết, ta là có thể từ trên mình ngươi tìm được thuộc về ngươi bí mật. Phịch, Chu Thiên Thần Ma Thương còn chưa tới, nhưng là ma ảnh quả đấm đã tới. Diệp Thần và ma ảnh giữa chênh lệch quá lớn. Có thể ma ảnh lực lượng còn chưa rơi xuống. Dị biến nổi lên, chung quanh ma khí, không ngừng hướng Diệp Thần trong thân thể tràn vào, trong hư không xuất hiện một cái màu đen nhánh trong mắt. Mộ Yên thấy ác ma mắt, khóe mắt bên trong nước mắt, không nhịn được chảy xuống. Đây là hắn phụ thân hơi thở, quen thuộc nhất hơi thở. Chỉ có Diệp Thần biết, cái này ác ma mắt mặc dù có ma đế hơi thở, nhưng cũng không phải là ma đế hình thành ác ma mắt. Đây là thuộc về mình ác ma mắt. Là mình ma hóa thân. Có thể sẽ đối kháng ma ảnh, như cũ không đủ. Ác ma mắt dáng thế, ma tôn đế cung võ giả không ngừng lui về phía sau. Ma ảnh trên mặt nhưng không biến hóa chút nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ bí thuật cũng không có tác dụng. Ác ma chi ở trong mắt ma khí không ngừng tràn vào, một đạo ánh sáng màu đen ngay tức thì rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Ma ảnh vung tay lên. Trên mình xuất hiện một cái màu máu bình phong che chở, ngăn cản ác ma mắt tổn thương. Từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu máu loan đao, bỗng nhiên chặt xuống. Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau, đưa ra chỉ một cái, ma khí điên cuồng phun trào. Thiên ma chỉ một cái. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bây giờ rơi xuống, ma ảnh nâng lên loan đao trực tiếp quơ múa đi ra ngoài. Oanh! Hai người lẫn nhau tiếp xúc, ma ảnh trên mình cũng không có bị bất kỳ thương thế. Phản mà đã tới Diệp Thần trước mặt, nâng lên vũ khí trong tay, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Phịch! Một tiếng nặng nề tiếng vang, Diệp Thần bóng người rơi vào Mộ Yên bên cạnh. Hụ hụ hụ! Máu loãng từ hắn trong miệng phun ra. Ở ma ảnh trước mặt, hắn bất kỳ chiêu số cũng không có tác dụng. Hôm nay, người hẳn phải chết.
Ma ảnh tiếng nói vừa dứt, trong tay loan đao nâng lên, quyết định nhất kích trong nháy mắt giết Diệp Thần. Còn như Mộ Yên đến lúc đó mang về Ma Tôn Đế Cung, để cho quân Ma Trần tự mình giải quyết. Loan đao đao mang bỗng nhiên đánh tới. Diệp Thần mơ hồ cảm giác luân hồi mộ địa muốn có cái gì lao ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, hết thảy yên lặng. Chỉ vì là ở thời khắc mấu chốt, Diệp Thần bên người đột nhiên bây giờ xuất hiện một người quần áo đen. Hắn toàn thân bị màu đen quần áo bọc, không thấy rõ bất kỳ khuôn mặt. Vung tay lên, ngăn trở ma ảnh một đao. Thực lực cực mạnh. Đi. Người đồ đen nhìn một cái Diệp Thần, bắt hắn lại cánh tay và Mộ Yên, ngay tức thì rời đi. Vô tận ma khí tựa như hóa thành một cái ma long. Thế không thể đỡ. Ma ảnh thấy xuất hiện trước mắt người đồ đen, sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương uy hiếp, điên cuồng đuổi theo. Người quần áo đen thực lực và ma ảnh không phân cao thấp. Có thể người quần áo đen tốc độ chân thực quá nhanh, dù là ma ảnh cũng đã gần muốn không theo đuổi. Chỉ có thể nhìn ba đạo thân ảnh từ từ đi xa. Ma ảnh sắc mặt âm trầm, hận không được muốn giết người, mới vừa rồi hắn đã có thể đánh chết Diệp Thần, lại để cho lao ra người đồ đen ngăn trở. Đại nhân, chúng ta hiện tại cần phải nên làm thế nào cho phải? Quế Bình ở một bên thận trọng mở miệng, ai biết ma ảnh một cái tát lên ở trên gò má của hắn mặt. Đi về trước. Ma ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, Quế Bình cái gì cũng không có làm sai, hắn chỉ bất quá muốn phát tiết một chút nội tâm lửa giận. Lúc này Quế Bình tới đây, tự nhiên trở thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Thời gian lưu chuyển. Ở ma tộc chỗ sâu, người đồ đen buông xuống Diệp Thần và Mộ Yên. Diệp Thần nhìn người đồ đen, bên trong lòng có chút không rõ ràng, ở ma tộc bọn họ không có bằng hữu. Huống chi vẫn là một người thái hư cảnh cường giả. Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới ngã vào ma tộc Vĩnh Lão. Nhưng là Vĩnh Lão na ngày đã bước vào chém ách cảnh, không thể nào tu vi rơi xuống. Công chúa, thuộc hạ tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Người đồ đen quỳ xuống ở Mộ Yên trước mặt, cúi đầu. Diệp Thần ở một bên yên lặng không nói, xem ra là ma đế trước kia thủ hạ. Mộ Yên nhìn người đồ đen, cũng không nhận ra, nàng tay của phụ thân hạ, trên căn bản đều đã chết. Tiếp theo từ người quần áo đen trong miệng mới biết nguyên do. Nguyên lai ban đầu ma đế từ thần quốc người thủ hạ cứu qua một cái sắp rơi xuống thiếu niên. Lại là dạy cho thiếu niên một đạo ma tộc công pháp. Thiếu niên tên là Lạc Trần. Lạc Trần một mực cảm kích trong lòng, muốn phải trả ngày đó ân tình, sau đó nhưng phát hiện vậy cường đại đến không thể địch nổi ma đế ở thần quốc rất nhiều cường giả thủ hạ chết. Hắn cách xa phân tranh, ở ma tộc chỗ sâu tu luyện, mặc dù tư chất bình thường, nhưng vạn năm tu luyện cuối cùng để cho hắn có thái hư cảnh thực lực. Trước đây không lâu nghe được Diệp Thần và Mộ Yên bị đuổi giết tin tức, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp. Nơi đây là Lạc Trần chuyên môn dùng để chỗ tu luyện, vô cùng ẩn núp, trên căn bản không có bất kỳ người biết. Hai người các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ma ảnh và quân ma Trần hẳn không tìm được nơi này. Ta cũng biết mấy ngày nay các ngươi hành vi, ta cảm thấy, chỉ dựa vào hai người các ngươi, cuối cùng có chút yếu kém. Quân ma Trần mạnh mẽ, không phải sớm chiều mà thành, ma tộc cơ hồ bao phủ ở quân ma Trần dưới bóng mờ. Thật ra thì quân ma Trần mặc dù coi như là chấp trưởng ma tộc, nhưng là còn có rất nhiều tông môn đối với quân ma Trần có ý kiến khác. Diệp Thần, ngươi là ma đế truyền nhân, mà Mộ Yên, lại là ma đế con gái, các ngươi hai người thân phận, nói không chừng có thể để cho một số người thay đổi quan niệm, cùng nhau đối kháng quân ma Trần. Dĩ nhiên cái này là ta đề nghị. Bỏ lại những lời này, Lạc Trần rời đi. Hai ngày thời gian. Diệp Thần khôi phục tốt tự thân thương thế, Mộ Yên lần nữa đi tới hắn gian phòng. Diệp Thần, ta quyết định ở ma tộc khai sáng tông môn, đối kháng quân ma Trần. Ta tin tưởng phụ thân đại nhân cuối cùng có một ngày sẽ tỉnh lại. Mà ta liền muốn để cho phụ thân đại nhân thấy, thành tựu con gái hắn, ta cũng có thể dung chuyển quân ma Trần. Bọn họ hiện tại khắp nơi bị nhằm vào, còn muốn phải đối phó quân ma Trần lực lượng đã không dễ dàng. Muốn cùng ma tôn đế cung chống lại, đơn độc dựa vào bọn họ hai người mà nói, không thể nào. Hơn nữa Mộ Yên từ Lạc Trần trong miệng biết, ma tộc chỗ sâu,
có một cái tông môn vẫn đối với tại quân ma Trần Bạo Quân chính sách không phục. Đó chính là Ma Đạo Tông. Hơn nữa Ma Đạo Tông tông chủ, đã từng nhận Ma Đế ân huệ. Ma Đạo Tông là một cái rất tốt khởi điểm, lợi dụng Ma Đạo Tông, bọn họ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm ma tộc. Đốm đốm lửa có thể liệu nguyên. Diệp Thần con người đông lại một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Chuyến này hắn mục đích là sống lại Ma Đế thân xác cùng với tìm được bị thương Vĩnh Hằng Thánh Vương. Còn như thành lập thế lực đối kháng quân Ma Trần, nếu như Mộ Yên có lòng làm, hắn tự nhiên đồng ý. Ban đầu hắn khai sáng sát tông, chính là bởi vì một thân một mình, rất khó và các thế lực lớn chống lại. Làm hắn có một cổ lực lượng thời điểm, thì có và các thế lực lớn chống lại tư cách. Ma tộc là một cái rất phát triển tốt địa phương, hỗn loạn không chịu nổi, không người quản thúc. Ở Tây Vực, sát tông muốn phát triển, căn bản không dễ dàng. Các thế lực lớn sẽ không cho phép có thế lực uy hiếp được bọn họ tồn tại. Ma tộc không giống nhau, chỉ cần ngươi mạnh là có thể lên chức, không có ai sẽ nói gì. Còn như Ma Đạo Tông tông chủ có thể hay không đồng ý, Diệp Thần còn không biết, cần đi hỏi thăm một chút, mới có thể liền hiểu rõ ràng. Quyết định chủ ý, Diệp Thần để cho Mộ Yên hỏi thăm một chút Lạc Trần ý kiến. Rất nhanh liền nhận được tin tức, Lạc Trần tự nhiên nguyện ý đi. Đối với Lạc Trần mà nói, có thể đi theo Mộ Yên và đi theo Ma Đế, ở hắn trong mắt không có bất kỳ khác biệt. Ba người đi đường, đi tới Ma Đạo Tông, vốn muốn cùng tông chủ thương lượng một chút, lại không nghĩ rằng, Ma Đạo Tông tông chủ tại chỗ cũng đồng ý. Ban đầu Ma Đế cứu tính mạng hắn, một cái tông môn tông chủ vị mà thôi, căn bản không quan tâm. Huống chi, Ma Đạo Tông tông chủ sở dĩ đối với quân Ma Trần tức giận như vậy. Chính là bởi vì ban đầu hắn đi Linh Võ Đại Lục lúc đó, mình vợ con đều bị quân Ma Trần tru diệt. Tông chủ cầm tất cả trưởng lão kêu đến đại điện bên trong, Diệp Thần và Mộ Yên hai người đã thay đổi dung mạo. Dẫu sao quân Ma Trần nhanh vuốt đưa tới ma tộc bất kỳ địa phương. Một khi bại lộ, Ma Đạo Tông tất nhiên tiêu diệt. Ma Đạo Tông tông chủ kêu kiếm chín, cầm tình huống hướng mọi người nói một lần, cứ mặc cho mệnh Diệp Thần là tông chủ. Vốn là trưởng lão còn không đồng ý, bất quá thấy Diệp Thần sau lưng thái hư cường giả Lạc Trần, vô số lời nói vẫn là nuốt trở vào. Đúng rồi, còn không biết mới tông chủ xưng hô như thế nào. Chúng ta cũng tốt đối bên ngoài tuyên bố, một vị trưởng lão nói. Diệp Thần do dự mấy giây, bật thốt lên, Diệp. Viêm Khôn. Diệp Thần tự nhiên không thể nào dùng lúc đầu tên chữ, Viêm Khôn cái này hai chữ nhất không dễ dàng phát hiện. Mà giờ khắc này, ma tộc ngoài cửa lớn. Một cái thân ảnh khôi ngô trực tiếp xuất hiện. Hắn bóng người uyển như tháp sắt, khí thế bức người. Trên mình tản ra huyết mạch uy áp, càng làm cho ma tộc giữ cửa người run sợ trong lòng. Người này chính là Diệp Thần ở Càn Khôn sát vực bên trong thu hoạch thượng cổ Càn Khôn tộc Viêm Khôn. Viêm Khôn là Càn Khôn tộc người cuối cùng. Mà Càn Khôn tộc ở thời đại thượng cổ nhưng mà bị dự là thần tồn tại. Vượt xa thần quốc, Càn Khôn sát vực, thần quốc cường giả hạ xuống. Trừ Diệp Thần không sợ, còn có một người, đó chính là Viêm Khôn. Nếu như nói thần quốc cường giả huyết mạch cao quý, vậy Viêm Khôn huyết mạch chính là cao quý ở giữa cao quý. Chỉ tiếc ban đầu ở Càn Khôn sát vực, Viêm Khôn mới vừa từ quan tài đá bên trong tỉnh lại, tu vi còn không có khôi phục. Càn Khôn tộc nếu muốn khôi phục thực lực, đường tắt duy nhất chính là chiến đấu. Mà từ Càn Khôn sát vực rời đi sau đó, Viêm Khôn không có đi theo Diệp Thần, mà là không ngừng ở Linh Võ Đại Lục tìm chiến đấu. Huyết mạch hắn dần dần bị kích hoạt. Hắn bây giờ giống nhau khôi phục được phong môn cảnh tầng 9 thiên. Cố nhiên là tầng 9 trời, nhưng là thành tựu đứng sau luân hồi huyết mạch thập đại huyết mạch một trong. Hắn có thể chiến thái hư cường giả. Mà Viêm Khôn bên người, đi theo hai đạo thân ảnh. Chính là Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Các nàng từ thần hỏa học viện biết được liền Diệp Thần rơi xuống ma tộc sự việc, tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thời gian đầu tiên tìm được Viêm Khôn, trực tiếp giết hướng ma vực. Bỏ mặc Diệp Thần sinh hoặc chết, bọn họ cũng phải tìm được. Ma tộc ngoài cửa lớn, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Viêm Khôn ngưng mắt nhìn trước mặt ma tộc cường giả, lạnh lùng nói các ngươi xác định không để cho. Ma tộc rất nhiều cường giả bày trận mà đợi,
nơi đây nhưng mà quân ma Trần Ma Tôn đại nhân địa bàn, ngươi nếu như dám nháo. Lời còn chưa nói hết, Viêm Khôn Thiết Quyền đánh ra. Người nói chuyện tại chỗ hóa là xương máu. Vô tận đợt khí phun trào. Thời khắc này Viêm Khôn giống như là một đầu thượng cổ hung thú, chân chính máy giết người. Kỷ Lâm vỗ tay một cái, tiểu viêm tử, không tệ lắm, rất tuấn tú, có bổn cô nương năm đó phong độ. Xem ra đoạn thời gian này, đánh giã, ngươi thực lực tăng trưởng không thiếu. Viêm Khôn. Diệp Lạc Nhi. Viêm Khôn quyền ảnh phun trào, chung quanh ngay tức thì hóa là một phiến biển máu. Cuối cùng hắn lạnh như băng con ngươi rơi vào ma tộc cửa cấm chế bên trên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp phá vỡ ngón tay, máu tươi chảy như dòng nước. Máu tươi giống như biến thành của hắn găng tay, trực tiếp đánh vào cấm chế bên trên. Ma tộc cửa chấn động. Viêm Khôn nhướng mày một cái, nhìn về phía còn sót lại một người, bước ra một bước, trực tiếp mở miệng nói, cho ta mở ra cấm chế. Mau! Giờ phút này, Diệp Thần tự nhiên không biết ma tộc ngoài cửa sự tình phát sinh. Ma đạo tông hoàn toàn đổi tên là Diệt Tôn Tông, ngụ ý tiêu diệt Ma Tôn Đế Cung. Hơn nữa Diệp Thần dự định mời xin tất cả không phục quân ma Trần Tông Môn. Quân ma Trần cố nhiên bao phủ toàn bộ ma tộc, nhưng lén lút, không phục hắn trấn áp tông môn không thiếu. Thậm chí có cường tông. Đây cũng là cơ hội. Nơi đây khoảng cách Ma Tôn Đế Cung có chút khoảng cách, trong thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng ma ảnh sẽ tra tới nơi này. Ma đạo tông chiếm cứ một cái thành nhỏ, kêu ma Trần Thành. Ma Trần trong thành võ giả, đều đã biết, ma đạo tông tông chủ đã thay đổi người. Vốn là ở Tây Vực chẳng qua là một chuyện nhỏ, bất quá một người tinh khiếu cảnh võ giả trở thành tông chủ. Bọn họ là thật có chút kỳ quái, kiếm chín thực lực vượt xa người này, tại sao sẽ đem tông môn vị đổi chủ. Nội bộ tình huống không có võ giả biết, nhưng là ngày này, ma Trần Thành náo nhiệt lên. Bởi vì đổi tên là Diệt Tôn Tông. Trên căn bản cầm quân ma Trần từng bại lộ trấn áp tông môn toàn bộ mời đi theo. Nhưng mà Diệp Thần chuyên chú tu luyện, cũng chưa ra tiếp đãi, để cho rất nhiều thế lực tông chủ, sắc mặt dần dần có chút lạnh như băng. Bọn họ cũng sớm đã biết, tông chủ thay đổi người, nhưng là một cái tông chủ không tự mình tiếp đãi, để cho đệ tử ra mặt, đây không phải là căn bản xem thường bọn họ sao. Không lâu sau, phần lớn tông môn đều đã đến. Diệp Thần lúc này mới mở mắt ra, tới đến đại điện phía trên nhất. Ở phía dưới, đứng tất cả đại tông môn tông chủ. Lần đầu tiên thấy Diệt Tôn Tông tông chủ không nể mặt như vậy, lại an bài đệ tử tiếp đối với chúng ta. Một cái trong đó tông môn tông chủ đứng lên, trực tiếp tức giận Diệp Thần. Bọn họ thực lực bản thân đều vượt qua tinh khiếu cảnh, đối mặt một cái tinh khiếu cảnh tông chủ, căn bản không có để ở trong lòng mặt. Diệp Thần cười không nói, tựa hồ không có nghe được hắn mà nói, đứng lên mở miệng nói, ai còn đối với Diệt Tôn Tông bất mãn, có thể đứng ra. Lê lết, trong nháy mắt có 5 vị tông chủ trực tiếp đứng lên, còn thừa lại tông chủ tỉnh bơ, muốn xem Diệp Thần làm manh mối gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, đưa ngón tay ra, chỉ một cái ngay tức thì rơi xuống. Vô tận ma khí giống như núi to, để cho tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Thậm chí có người trọng thương ngã xuống đất. Đây cũng là Diệp Thần cường thế. Cố nhiên đối kháng quân ma Trần, muốn vạn chúng một lòng, nhưng là Diệp Thần phải để cho những ma tộc này thế lực tin tưởng, hắn có đầy đủ tư cách chống lại. Nếu không hắn tu vi liền sẽ trở thành là những ràng buộc. Tại đại điện bên trong tông chủ sắc mặt hoàn toàn biến hóa, không hiểu nổi Diệp Thần muốn làm gì. Còn lại 4 tên tông chủ liếc nhìn nhau, quyết định đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng không tin, một người tinh khiếu cảnh võ giả, có thể nghịch thiên không được. 4 tên tông chủ ra tay, nhưng còn chưa lên đường, uy áp liền đem tất cả mọi người bọn họ oanh bay. Hiện tại Diệp Thần có đầy đủ tư cách đối kháng phong môn đỉnh cấp. Những thứ này tu vi tông chủ, hắn tự nhiên không coi vào đâu. Còn lại ngồi tông chủ, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mắt Diệt Tôn Tông tông chủ, thật chỉ là một người tinh khiếu cảnh. Hiện tại bọn họ có chút không tin. Diệt Tôn Tông trưởng lão, thấy một màn này, cũng là bị hù dọa. Bọn họ nguyện ý để cho Diệp Thần làm tông chủ yếu nhất nguyên nhân là Diệp Thần sau lưng có thái hư cảnh cường giả. Bây giờ nhìn lại Diệp Thần thực lực vậy không đơn giản,
lần này kêu mọi người qua tới, chứ chúc mừng Diệt Tôn Tông, còn có một việc, hy vọng các vị tông chủ có thể gia nhập ta Diệt Tôn Tông. Cùng nhau đối kháng quân ma trần. Một câu nói tại chỗ tông chủ, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây cũng không phải là thần phục Diệt Tôn Tông, mà là trở thành Diệt Tôn Tông một phần tử. Bọn họ tông môn đến lúc đó thì sẽ hoàn toàn hóa thành hư không. Cái này làm cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Chúng ta mặc dù và quân ma trần có thù oán, nhưng là quân ma trần thế lực ngút trời, một cái tay bao phủ toàn bộ ma tộc, dù là thành lập thế lực làm sao chống lại. Còn nữa, nếu như chúng ta không đồng ý, như thế nào? Trong đó một người tông chủ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Các ngươi đã biết ta kế hoạch, nếu không phải thần phục, chết. Một chữ chết rơi xuống, tại chỗ tông chủ trong lòng chấn động một cái, bọn họ có thể cảm giác đến. Diệp Thần muốn đánh chết bọn họ giống như đồ sát chó vậy. Ta cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian, ở nơi này phương diện, cái này chỉ bất quá bước đầu tiên mà thôi. Diệt Tôn Tông có Lạc Trần và hắn ở đây, những tông môn này không có tư cách cùng bọn họ gọi nhịp. Một phút thời gian chớp mắt đi qua, còn dư lại tông chủ từng cái gật đầu đồng ý. Diệp Thần cũng không phải là và bọn họ đàm phán, mà là minh bày nói cho bọn họ. Mới vừa rồi cố ý thiệt hại nặng 5 tên tông chủ, chính là giết gà dọa khỉ. Mặc dù mất đi tông môn, bất quá tổng so mất đi tánh mạng tốt. Huống chi, vạn nhất đối kháng quân ma trần thắng thì sao? Diệp Thần ở bọn họ trong cơ thể trồng thần hồn lực, nếu như có người muốn phản bội nói, thời gian vừa niệm liền có thể quyết định bọn họ sống chết. Những thứ này tông chủ sau khi rời đi, đi riêng mình tông môn tới rời đệ tử. Diệp Thần an bài kiếm chín mở rộng Diệt Tôn Tông, đến lúc đó đệ tử chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Lớn nhất lực cản còn là Ma Tôn Đế Cung. Muốn sẽ đối kháng quân Ma Trần, hiện tại xa xa không đủ. Rất nhanh, ma tộc đưa tới sóng to gió lớn, trên 100 cái thế lực, buông tha tông môn gia nhập Diệt Tôn Tông. Tin tức này xuất hiện, đưa tới đợt sóng, cũng không ai biết Diệt Tôn Tông kết quả đang bận rộn gì. Thậm chí liền ma ảnh vậy hoài nghi tới. Bất quá dưới mắt, hắn mục đích chủ yếu vẫn là Diệp Thần. Tự nhiên đối với ma tộc tông môn không có bất kỳ ý tưởng. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Diệt Tôn Tông dã tâm không nhỏ. Liên tiếp động tác, để cho Diệt Tôn Tông không ngừng mở rộng. Trừ một ít chuyện trọng yếu, do Diệp Thần tự mình phụ trách, càng nhiều hơn sự việc giao cho Mộ Yên. 3 ngày thời gian, Diệt Tôn Tông danh tiếng hạc dậy, lại là bắt đầu đối bên ngoài thu nhận cường giả. Tinh khiếu cảnh võ giả gia nhập. Lập tức có thể lấy được một chuôi thời không chi binh. Nếu như tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, cũng hoặc là nửa bước phong môn ma tộc cường giả gia nhập, tông môn toàn lực trợ giúp đột phá phong môn cảnh. Nếu như có phong môn cảnh cường giả tới đây nhờ cậy, có thể ở khả năng cho phép phạm vi thỏa mãn yêu cầu. Một ít tinh khiếu cảnh võ giả, tâm hoài bất quý muốn lừa gạt lấy thời không chi binh, nhưng mà ngày thứ hai liền chết. Thậm chí có một người nửa bước phong môn, để gạt lấy bảo vật, cuối cùng đồng dạng cũng là rơi xuống kết quả. Trong nháy mắt, lại không có võ giả dám đi Diệt Tôn Tông lừa gạt lấy bảo vật. Diệt Tôn Tông ít nhất có thái hư cảnh cường giả chấn giữ. Đoạn thời gian này, Mộ Yên vô cùng bận rộn, Diệp Thần đã bế quan, làm một cái hất tay trưởng quỹ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, đều giao cho nàng giải quyết. Vốn là Mộ Yên muốn báo cáo một chút tình huống cho Diệp Thần, nhưng phát hiện ở ma tộc phía trên, xuất hiện dị tượng. Trong hư không, tựa như bầu trời nứt ra như nhau, không ngừng xuất hiện vết rách. Vô tận ma khí bị vết rách lực lượng hấp thu. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn ấn đường lóe lên cực kỳ sáng chói cửu u ánh sáng. Hơn nữa, một đạo già nua thêm uy nghiêm thanh âm vang lên. Diệp Thần, vạn ma chi địa lại có thể xuất hiện, ta thân xác khôi phục thời cơ, tới. Đây là ma đế thanh âm. Cực kỳ kích động thanh âm. Thiên địa dị tượng xuất hiện, Diệp Thần từ bên trong phòng đi ra, bay về phía hư không. Ở vết rách trong đó, loáng thoáng ở tạo thành một cái ma môn. Chỉ bất quá hình thành tốc độ cực kỳ chậm chạp, tối thiểu cũng cần mấy ngày thời gian. Lạc Trần đi tới Diệp Thần bên cạnh, thấy một màn này, mở miệng nói, ma tộc trong truyền thuyết vạn ma chi địa vực cửa, lại xuất hiện ở chúng ta Diệt Tôn Tông vùng lân cận.
chân thực cổ quái. Năm đó Ma Đế đem một phần chia lực lượng phong tỏa ở trong đó, dẫu sao ở trong đó lực lượng quá mức tà ác, đó là chân chánh ma. Theo vạn năm thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng biến mất, cửa này lại có thể ở ma tộc mở ra. Sợ rằng quân ma Trần vậy phát hiện, nếu như hắn đi tới nơi này, nhận ra được ta ngươi tồn tại, đáng chết. Nhưng mà Diệp Thần lại cười. Hắn con ngươi lóe lên ánh sáng, quân ma Trần tới thì đã có sao. Cầu phiếu hàng tháng nha, cầu phiếu hàng tháng nha, khoảng cách 11 tên còn thiếu ném một cái ném. Ma Tôn Đế Cung, quân ma Trần và ma ảnh đứng ở cung điện chỗ cao nhất. Bọn họ trong mắt ngưng mắt nhìn vậy bầu trời vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy bên trong lực lượng, thậm chí để cho quân ma Trần trong mắt cực kỳ ngưng trọng. Ma ảnh, hai tên kia đã tìm được chưa? Ma ảnh trực tiếp quỳ xuống, ma tôn đại nhân, thuộc hạ bất lực, hai người kia lại biến mất. Quân ma Trần lần này ngược lại là không có nổi giận, hắn nhìn ma khí vòng xoáy, mở miệng nói chuyện này trước để đó. Vậy trời cao dị tượng và ma đế năm đó một chuyện có liên quan. Hiện ở nơi này giờ phút quan trọng xuất hiện, không phải một cái tốt tin tức à. Ngươi lập tức chạy tới nơi đó, nếu như phát hiện vậy hai cái thằng nhóc, trực tiếp bóp vỡ ta cho ngươi ngọc bài. Ta sẽ đích thân hạ xuống. Ta tổng dự cảm, cái này dị tượng và vậy ma đế sống lại có liên quan, nếu như ma đế sống lại, người ta đều sẽ chết, hiểu chưa? Ma ảnh sắc mặt đại biến, chợt gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. Đúng rồi, dị tượng kia xuất hiện chi địa là ma tộc nơi nào? Quân ma Trần hiếu kỳ nói. Ma ảnh nhắm mắt lại cảm thụ mấy phần, mở miệng nói, ma Trần thành, gần đây thành này đột nhiên quật khởi một cái kêu là Diệt Tôn Tông Tông Môn, hấp thu không thiếu thế lực, nếu như lại để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, có lẽ có thể đối với ma tôn đế cung khống chế bất lợi. Có cần hay không tiêu diệt? Quân ma Trần suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, ngươi phái người chúng ta đi xem, nếu là thật có sức uy hiếp, liền xóa đi đi. Nếu như không có, cũng được đi, dẫu sao chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ma Tôn. Nói xong, một đạo ma khí phóng lên cao, biến mất ở Ma Tôn Đế Cung. Cùng ma ảnh rời đi sau đó, quân ma Trần trong mắt ý định giết người bại lộ, ma đế, ngươi vì sao phải như vậy vùng vẫy đâu, chết cho ma tộc một khối thiên đường không được sao? Như ngươi thật sống lại, kết cục như cũ như nhau, thần quốc và ta không tha cho ngươi. Hơn nữa, hiện tại đã không phải là thượng cổ, đây là một cái thời đại mới, thuộc về ta quân ma Trần và thần quốc thời đại. Cái thời đại này, không có ngươi chỗ dung thân. Vạn ma chi địa, là ma tộc một nơi truyền thuyết cấp bí cảnh, tọa độ và thời gian không có cố định. Năm đó ma đế phong ấn không thiếu tà ác đại ma ở đất này, hắn xây lại ma vực quy tắc. Hắn phải nói cho mọi người, ma cũng không đại biểu tà ác. Ma là một loại thái độ. Đối kháng thế gian bất công thái độ. Chỉ tiếc theo thời gian trôi qua, ma đế chết, phong ấn vậy dần dần phá vỡ. Vạn ma chi địa bên trong tồn phóng không biết nhiều ít tà ma, còn có tất cả chồng cơ duyên. Có thể từ vạn ma chi địa sống đi ra võ giả, trên căn bản cũng có thể lấy được một ít cơ duyên. Lạc Trần cầm vạn ma chi địa tình huống nói cho Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. Nói không chừng có thể ở vạn ma chi địa bên trong, tìm được thích hợp sống lại ma đế thời cơ. Mộ Yên quyết định đi theo Diệp Thần cùng nhau đi vào, ở vạn ma chi địa, không có bất kỳ hạn chế. Vạn ma chi địa không có cảnh giới hạn chế, cũng chỉ đại biểu nói không chừng sẽ xuất hiện thái hư cảnh cường giả. Diệt Tôn Tông phía trên, xuất hiện vạn ma chi địa tin tức, ngay tức thì lan truyền, toàn bộ ma tộc đều biết. Trong nháy mắt ma tộc võ giả. Điên cuồng tràn vào ma Trần Thành. Diệp Thần an bài một ít đệ tử, đi quản lý ma Trần Thành trị an, chỉ cần không phải ma tộc đứng đầu thế lực, căn bản không cần sợ hãi. Muốn đi vào ma Trần Thành mà nói, cần nộp lên 100.000 ma tinh, cái này làm cho một ít tán người tu võ bất mãn. 100.000 ma tinh đối với bọn họ mà nói, đã là không ít gia tài. Có chút tán người tu võ muốn gây chuyện, trực tiếp để cho Diệt Tôn Tông võ giả cho chân áp. 100.000 ma tinh và vạn ma chi địa cơ duyên so với, ngay cả một giấm đều không phải là. Ma Trần Thành võ giả, nhiều tràn vào đến bên trong, vậy bắt đầu xuất hiện một ít đánh nhau.
Chỉ cần không phải nguy hại Diệt Tôn Tông sự việc, Diệp Thần căn bản không sẽ đi quản. Bây giờ đối với tại Diệp Thần mà nói, Vạn Ma Chi Địa mới là trọng yếu nhất. Nếu là có thể sống lại ma đế, đến lúc đó nhất thống ma tộc sẽ thành được hơn nữa ung dung. Muốn cùng ma tôn đế cung chống lại, ít nhất cũng phải có đầy đủ chống lại quân ma trần tồn tại. Diệp Thần, ma tôn đế cung võ giả tới. Mộ Yên có chút lo âu. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bây giờ còn chưa phải là và ma tôn đế cung cứng trọi cứng thời điểm. Hắn đi ra gian phòng, chuẩn bị tự mình tiếp đãi. Tới đến đại điện bên trong, Diệp Thần phát hiện ma ảnh và Quế Bình bóng người, còn có hai vị hơi thở kinh khủng cường giả. Cũng may thương cổ y thần thuật pháp mạnh mẽ, nếu không Diệp Thần tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ma tôn đế cung cường giả tới không thiếu, hiển nhiên cũng là hướng về phía Vạn Ma Chi Địa. Ngươi chính là Diệt Tôn Tông Tông Chủ, còn không ở ma ảnh trước mặt đại nhân quỳ xuống. Trong đó một người ma tôn đế cung trưởng lão trực tiếp mở miệng, hoàn toàn không có đem Diệp Thần coi ra gì. Một cái ma tộc tông môn mà thôi, bọn họ ma tôn đế cung muốn tiêu diệt mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Diệp Thần căn bản không có lên đường, lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn ma tôn đế cung mọi người, mở miệng nói, nơi đây hẳn còn không thể do ngươi cửa cua tay múa chân. Chỉ cần ta nghĩ, mở ma trần thành trận pháp, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Trưởng lão kia hô hấp cứng lại, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người phản bác bọn họ ma tôn đế cung. Chân hắn bước ra, trách mắng, ma tôn đại nhân nắm trong tay ma tộc, ngươi nhưng là phải tạo phản không được. Tin không tin ta ma tôn đế cung để cho các ngươi Diệt Tôn cung không còn tồn tại. Diệp Thần không lùi chút nào bước, ngồi ở trên đài cao, vậy ngươi tin không tin, ta sẽ có biện pháp để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào tiến vào Vạn Ma Chi Địa. Ta đây là muốn xem, đến lúc đó quân ma trần lửa giận sẽ rơi vào ai trên mình. Uy hiếp trắng trợn. Trưởng lão kia nhất thời im miệng, liền ma ảnh cũng là khoát tay một cái nói, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Không cần nhiều lời, đừng quên chúng ta tới mục đích. Ma tôn đế cung cường giả hừ lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Hiện tại Vạn Ma Chi Địa còn chưa mở khải, không cần phải lãng phí tinh lực ở miệng lưỡi tranh phía trên. Ma ảnh mặc dù không sợ hãi đứng đầu một tông, nhưng vẫn là phân rõ nhiệm vụ tầm quan trọng, hắn nhìn về phía trên đài cao nam tử, chắp tay nói, đúng rồi, còn có một việc, Viêm Khôn tông chủ hẳn nghe nói ma tôn đế cung đang đuổi giết hai người, nếu như tông chủ có tin tức nói, xin thông báo. Ta và Diệp Thần có thù không đợi trời chung, một khi tìm được, tất sẽ hậu tạ. Nói xong, ma tôn đế cung cường giả liền xoay người rời đi. Tiếp theo, Diệp Thần an bài đệ tử. Tùy tiện đổ khuôn làm kiểm tra, hung thủ là không thể có thể tìm được. Ma tôn đế cung bên này cũng có cường giả đang siêu tầm, chỉ bất quá không có bất kỳ thu hoạch. Đánh chết vậy sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần chính là Diệt Tôn Tông Tông Chủ. Tướng mạo của hai người và khí tức hoàn toàn khác nhau. Một ngày sau, Diệt Tôn Tông bầu trời, dị tượng đột biến. Vô tận ma khí giống như một đầu ma long ở trên bầu trời cao gầm thét. Oanh! Ở Diệt Tôn Tông phía trên, hư không truyền tới một tiếng rên. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, Vạn Ma Chi Địa vực cửa đã tạo thành. Hoàn toàn mở ra. Rất nhiều thế lực cường giả, bay về phía hư không, không do dự, trực tiếp xông vào vực cửa bên trong. Diệp Thần cũng không nóng nảy, hắn lần này trừ tăng lên cảnh giới ra, chủ yếu nhất là tìm được thích hợp ma đế xây lại thịt xương thời cơ. Diệp Thần và Mộ Yên hai người nhìn thời gian kém không nhiều, liền chuẩn bị tiến vào, Lạc Trần thì ở lại Diệt Tôn Tông. Hai người tiến vào vực cửa sau này, võ giả còn đang không ngừng bay về phía hư không, tràn vào đến vực cửa bên trong. Loại chuyện này, sợ rằng phải kéo dài nửa tháng thời gian, mới có thể kết thúc. Vạn Ma Chi Địa mở, ma tộc võ giả tất nhiên sẽ thiếu hơn phân nửa. Ở Ma Tôn Đế Cung trong đại điện mặt, quân ma trần bên cạnh còn có hai người thần quốc cường giả. Quân ma trần, lần này Vạn Ma Chi Địa mở, đối với ngươi mà nói là một hoàn toàn nắm trong tay ma tộc cơ hội. Ma đế và những cái kia rình rập người ngươi cuối cùng là uy hiếp. Thần quốc bên kia không thích uy hiếp, ngươi hẳn hiểu chưa? Dù là ma đế có trong 1% sống lại có thể, thần quốc cũng không cho phép.
làm thần quốc chó, phải có làm thần quốc chó năng lực. Nếu như ngươi không cách nào xứng đôi bây giờ vị trí, thần quốc có thể để cho ngươi có bây giờ thực lực và địa vị, cũng có thể xóa đi ngươi lấy được hết thảy. Quân ma trần trong mắt ý định giết người chớp mắt rồi biến mất, quả đấm cầm chặt, nhẹ khẽ gật đầu. Cuối cùng, tay hắn vẫn là buông lỏng. Thần quốc mà nói, mặc dù giày xéo hắn tôn nghiêm, nhưng có đạo lý. Hắn bây giờ muốn chống lại thần quốc, rất khó. Hiện tại ma tộc rất nhiều thế lực cường giả, phần lớn đều tiến vào vạn ma chi địa bên trong. Thậm chí còn có một nhóm hồ đồ ngu xuẩn người. Hắn có thần nước cường giả trợ giúp, thống nhất ma tộc cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng là vừa nghĩ tới ma đế, quân ma trần thân thể liền không nhịn được kích động run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn muốn chân chính thống nhất ma tộc, hiện tại rốt cuộc đến khi một cái cơ hội. Chúng ta thần quốc cường giả sẽ âm thầm trợ giúp ngươi, đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Thần quốc cường giả tiếng nói vừa dứt, liền xoay người rời đi, còn như quân ma trần kế tiếp an bài, đã cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Diệp Thần và Mộ Yên bước vào vạn ma chi địa, nhìn chung quanh cảnh tượng, khắp nơi đều là thi thể. Bọn họ hai chân liền dẫm ở thi thể phía trên, linh thức buông ra, chung quanh đều là vừa nhìn vô tận thi thể. Vạn ma chi địa phân là khắp nơi địa phương, Diệp Thần và Mộ Yên ở địa phương đó, chính là thi. Tiến vào vạn ma chi địa, cái này khắp nơi địa phương võ giả là tùy ý truyền tống. Toàn bộ thi, đáng sợ nhất chính là ma thi. Đó là ma thú và tà ma oán niệm hình thành, cố nhiên mất đi ý thức, nhưng thị huyết chiến ý đủ để bóp chết hết thảy. Nếu như gặp phải đừng nghĩ đánh chết, có thể hay không chạy thoát thân cũng là một cái vấn đề. Mộ Yên có chút chán ghét, dẫu sao dẫm ở trên thi thể mặt đi. Diệp Thần nhìn một cái những thi thể này cảnh giới, nhất thời không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ bất quá một ít vận may tinh khiếu thi thể. Như vậy thi thể, muốn sống lại ma đế, liền một đạo lôi kiếp cũng không chịu nổi, liền sẽ tan thành mây khói. Diệp Thần và Mộ Yên hai người đi tới trước nửa giờ, không có phát hiện bất kỳ võ giả, chung quanh hết thảy yên tĩnh có chút đáng sợ. Vèo, một đạo gió âm thổi qua, để cho Mộ Yên thân thể, không nhịn được run run, ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, cả người sắc mặt đổi được sát trắng. Diệp Thần, ta nghĩ, vạn ma chi địa uy hiếp tới. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, thấy trước nhất phương một đạo thân thể chậm rãi đứng lên, trong mắt hắn lạnh như băng thêm đỏ tươi. Trên mình tản mát ra hơi thở, để cho Diệp Thần cũng cảm nhận được nghẹt thở. Đây chính là tà ma chi thi. Năm đó phụ thân chém giết không ít tà ma, nhưng là phát hiện oán niệm có thể để cho bọn họ hóa là tà ma chi thi, cố nhiên thực lực hạ xuống. Nhưng đối với ma tộc vẫn là nguy hại, lúc này mới đem phong ấn. Có thể không nghĩ tới, chúng ta một bước vào thì gặp phải. Diệp Thần không nghĩ tới, tiến vào vạn ma chi địa, mở một cái cục chính là địa ngục cấp bậc độ khó. Tà ma chi thi, dù là phong môn cảnh hậu kỳ cường giả gặp phải, cũng chỉ có thể chạy mất dạng. Hắn và Mộ Yên hai người, đừng nói đánh một trận, có thể không thể trốn chạy cũng là một cái vấn đề. Đi. Diệp Thần kéo Mộ Yên tay, thi triển phong lôi chớp mắt, xoay người chạy. Tà ma chi thi cảm nhận được con mồi hơi thở, trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần và Mộ Yên hai người. Bóng người bộc phát ra toàn lực, tốc độ giống như một đạo sao rơi bay qua. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, tà ma chi thi khoảng cách bọn họ hai người, chỉ còn lại không tới 100 mét. Tốc độ quá nhanh, chỉ cần hai hơi thở thời gian, là có thể đuổi kịp bọn họ. Chẳng lẽ cái này tà ma chi thi ban đầu bản thể là thái hư cảnh cũng hoặc là chém ách cảnh? Vậy ma đế có thể phong ấn những thứ này tồn tại, có phải hay không ý nghĩa ma đế cảnh giới còn cao hơn? Oanh! Ở Diệp Thần và Mộ Yên hai người phía trước, tà ma chi thi bóng người rơi xuống. Mộ Yên chỉ cảm thấy mình đã sắp không thở được. Diệp Thần trong mắt đổi được âm trầm xuống, hắn hiện tại tuyệt đối không phải tà ma chi thi đối thủ. Chu Thiên Thần Ma Thương nắm trong tay, hắn vừa mới chuẩn bị một nhát thương đâm đi ra ngoài, tà ma chi thi một đấm đã ầm ầm tới. To lớn lực lượng, kéo theo gió lớn, một quyền ra, thế như trẻ tre. Diệp Thần ngực xuất hiện một đóa máu bắn tung, cả người không ngừng lui về phía sau. Lực lượng này thật là mạnh. Diệp Thần không nghĩ tới,
mới vừa tiến vào vạn ma chi địa, liền sẽ thân hãm tuyệt cảnh. Tà ma chi thi không có bất kỳ biểu lộ gì, ở một bên Mộ Yên đã bị tức trấn áp không thể nhúc nhích. Ở tà ma chi thi chuẩn bị một đấm giải quyết hết uy hiếp thời điểm, nghe gặp một giọng nói, đột nhiên dừng lại cánh tay. Phất trần ở ta tay, đạo tổ trong lòng lưu. Ta là hành nghề y tể, chém hết yêu ma tà. Ở Diệp Thần và Mộ Yên sau lưng, xuất hiện một cái thiếu niên. Trên người thiếu niên ăn mặc một cái tiểu đạo bào, không có bất kỳ tu vi, chân không đi bộ, trong tay còn có một cái phất trần. Cực kỳ cổ quái. Đồ sứ đưa bé mặt, một bộ người mang nụ cười vô hại, nhưng là Diệp Thần biết, có thể làm cho tà ma chi thi dừng lại cánh tay, tuyệt đối không đơn giản. Mấu chốt trên người người này không có một chút ma tộc hơi thở, lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Tà ma chi thi duỗi xoay tay cánh tay, lại xoay người bước ra chân rời đi. Mặt hắn lên còn có vẻ kinh hoàng thất sắc thần sắc. Tiểu đạo sĩ đi tới Diệp Thần trước mặt, mở miệng nói. Đạo hữu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Trên mình ngươi thế nào sẽ có thần quốc hơi thở, chẳng lẽ ngươi xuất từ thần quốc? Ngươi chán, tựa hồ có chút giống thần quốc người của Diệp gia. Không đúng, thần quốc Diệp gia đã sớm tiêu diệt ở sông dài bên trong, cái thời đại này, thiên đạo cung vi tôn. Ta nhìn lầm rồi. Diệp Thần con ngươi cực độ sợ hãi. Cái này tiểu đạo sĩ rốt cuộc lai lịch ra sao? Một mắt là có thể nhìn ra mình và thần quốc Diệp gia liên lạc. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên biết cái gì. Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, vị này tiểu huynh đệ, người có bằng lòng hay không tiết lộ càng nhiều. Tiểu đạo sĩ nháy mắt một cái, nghĩ tới điều gì, đột nhiên hóa là sấm, xuất hiện ở Diệp Thần bên người, chỉ một cái lại là chạm tới Diệp Thần lòng bàn tay. Trong mắt đóng chặt, đột nhiên, hắn trong mắt mở ra. Có chút bất ngờ, lại là thất thanh nói, lại hoàn toàn kích hoạt xích trần thần mạch cùng với một phần chia lăng phong thần mạch, xem ra ngươi thật đến từ thần quốc chỗ đó. Chuyện này ngươi không muốn truy đuổi hỏi ta, sư phụ dạo chơi trước nói qua, bất kỳ chuyện đều có thể nói, duy chỉ có và chỗ đó có liên quan sự việc, không thể đối bên ngoài nói, nếu không ta không cách nào đắc đạo. Hôm nay là ta đắc đạo đường thứ 13.998 năm, còn có một năm. Ta là có thể trốn vào chân chính đạo môn, không thể và ngươi dính quá nhiều nhân quả. Nghe được câu này, Diệp Thần hơi kinh hãi. Cái này tiểu đạo sĩ lại tới từ thời đại thượng cổ. Hơn nữa rất rõ ràng đến từ thần quốc. Vị này tiểu huynh đệ, nếu ngươi đến từ thần quốc, tại sao sẽ xuất hiện ở ma tộc vạn ma chi địa? Diệp Thần nói. Tiểu đạo sĩ làm bộ hai tay chắp sau lưng, sư phụ nói qua, thần quốc tất cả là đất ngục. Ma tướng phổ độ chúng sanh. Ta như muốn trở thành nói, chỉ có tới ma tộc vạn ma chi địa. Năm đó ma đế phong ấn vạn ma chi địa thời điểm, ta đang ở bên trong. Diệp Thần lần nữa cả kinh, hắn nhìn không thấu cái này tiểu đạo sĩ tu vi, nhưng có thể cảm giác được cái này tiểu đạo sĩ thần bí. Thậm chí thuộc về vĩnh lão một loại người kia, mới vừa muốn nói cái gì, tiểu đạo sĩ liền mở miệng nói. Đạo hữu. Ta cứu ngươi một mạng ngươi có phải hay không nên cho ta một ít thứ. Ta không muốn cùng ngươi dính dấp nhân quả, không thể giúp không ngươi. Mặc dù không có tiếp tục nói hết, bất quá vậy mắt ti hí thần còn có ý tứ, không cần nói cũng biết. Diệp Thần chân mày bôi đen tuyến, cái này tiểu đạo sĩ từ đâu tới, lại quang minh chánh đại đòi tiền. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra hai kiểu đồ, đặt ở tiểu đạo sĩ trong tay. Hắn biết từ đối phương trong miệng bộ không xảy ra cái gì, liền chuẩn bị rời đi. Đa tạ đạo hữu, ân cứu mạng. Diệp Thần nói xong chuẩn bị mang Mộ Yên rời đi, cái này tiểu đạo sĩ đột nhiên nhô ra, có thể dọa chạy tà ma chi thi, trên mình tuyệt đối có bí mật. Mặc dù nhìn là một cái người phàm, nhưng khẳng định không đơn giản. Như vậy không biết tồn tại, vẫn không khai chọc thì tốt hơn. Đợi một chút, ta muốn đi theo các ngươi cùng đi. Tiểu đạo sĩ đi tới Diệp Thần bên cạnh, vẻ mặt thành thật mở miệng. Diệp Thần nhướng mày một cái, hiện tại hắn ngược lại không muốn tiểu đạo sĩ đi theo. Dù sao đối phương đến từ thần quốc, có phải hay không uy hiếp vậy không nhất định. Dưới mắt, hắn chỉ tin tưởng Vĩnh Hằng Thánh Vương. Còn như những người khác, hắn không muốn quá nhiều dính dấp. Vì vậy,
Diệp Thần nói, ngươi không phải nói chẳng ngờ dính nhân quả sao? Tiểu đạo sĩ trong mắt híp lại, cố nhiên như vậy, nhưng trên mình ngươi có đạo nguyên, sư phụ nói qua, đạo nguyên người, chính là ta muốn ở vạn ma chi địa chờ đợi người. Vậy ngươi nói cho ta thần quốc Diệp ra sự việc. Xin lỗi, ta còn thiếu một năm, chẳng ngờ dính nhân quả. Vậy thì chớ theo ta. Diệp Thần cảm giác cái này tiểu đạo sĩ càng phát ra cổ quái, cũng không để ý, nói thẳng. Đạo hữu, nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể gặp phải. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, mang Mộ Yên trực tiếp rời đi, bọn họ hai người bay về phía hư không. Đảo mắt bây giờ cũng đã biến mất, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện tiểu đạo sĩ bóng người đã không có ở đây. Yên tâm không thiếu. Đừng xem là một cái người vô hại tiểu đạo sĩ, vạn nhất đi theo hắn bên người có âm mưu gì. Ở vạn ma chi địa, hết thảy đều phải cẩn thận. Diệp Thần từ trong hư không rơi xuống, phát hiện vừa nhìn vô tận thi thể. Bọn họ hai người đã phi hành 2 giờ, còn không có tử thi trong ruộng đi ra ngoài. Từng bước một đi phát ra tiếng kẽo kẹt. Cát, cát, cát. Từng trận thanh âm vang lên, ở Diệp Thần và Mộ Yên hai người đứng trung ương vị trí. Vô số ma thi hội tụ. Sát ý và ma khí đồng loạt phun trào. Diệp Thần cau mày, ban đầu gặp phải tà ma chi thi, hiện tại lại gặp phải ma thi vây công. Thật may những thứ này ma thi thực lực, kém không đủ, Diệp Thần và Mộ Yên hai người đủ đối phó. Giết! Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương xông tới. Ở một bên, Mộ Yên cũng là thi triển ma tộc võ. Vô tận huyết khí lan tràn trên hết không. Nửa canh giờ trôi qua, đã giải quyết hết ma thi. Diệp Thần và Mộ Yên hai người tiếp tục đi tới trước, nhưng mà đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái tiểu đạo sĩ bóng người. Thật, thật là âm hồn không tiêu tan. Vốn là đã cho là bỏ rơi tiểu đạo sĩ, ai biết đã chạy đến bọn họ trước mặt. Đạo hữu, sư phụ nói, ngươi chính là ta thành đạo thời cơ. Trên mình ngươi đạo nguyên, ta phải quý trọng. Huống chi, ta còn là một đứa nhỏ, đạo hữu thật nhẫn tâm. Tiểu đạo sĩ một bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, Diệp Thần liếc khinh thường một cái. Hắn nếu là đứa nhỏ, trên thế giới này mặt, sợ rằng không có một cái đứa nhỏ. Tiểu đạo sĩ đi tới Diệp Thần trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần ấn đường, nhướng mày một cái, qua hồi lâu, mở miệng nói, người mi tâm đồ, cho ta cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ta đã từng gặp qua. Ta có lẽ biết ngươi đang tìm cái gì? Ngươi có bằng lòng hay không theo ta tới? Diệp Thần nhướng mày một cái, muốn hất ra tiểu đạo sĩ, sợ rằng không dễ dàng. Ở thi hắn xuất quỷ nhập thần, nếu như không chủ động hiện thân nói, chính hắn cũng không phát hiện được. Hơn nữa đối phương hiển nhiên phát giác ấn đường ma đế tồn tại. Chẳng lẽ người này thật sự là khám phá thiên cơ, hết thảy vì thành đạo? Diệp Thần chẳng ngờ tràn đầy không mục đích tìm, liền gật đầu đáp ứng. Được, ngươi dẫn đường. Tiểu đạo sĩ ở trước mặt, Diệp Thần và Mộ Yên hai người ở phía sau, cái này thời gian, hắn một mực cảnh giác. Không biết tiểu đạo sĩ đánh cái quỷ gì chủ ý. Nếu như có cơ hội, có thể từ tiểu đạo sĩ trong miệng, hỏi dò một chút. Ba người đi tới lui ngừng ngừng, dùng nửa ngày thời gian, phát hiện phía trước có một nơi mộ huyệt. Mộ huyệt đã mở, ở bên ngoài còn tụ tập không ít võ giả. Diệp Thần và Mộ Yên hai người tới đây, một số võ giả chỉ là xem không để ở trong lòng. Diệt Tôn Tông Tông chủ bọn họ cũng sớm đã biết, nghe nói thực lực có thể cùng phong môn cảnh sánh bằng. Cụ thể thật giả ngược lại không rõ ràng, tại chỗ võ giả trên căn bản thực lực đều không yếu, còn có hai vị hơi thở vượt xa hết thảy cường giả. Dù cho Diệt Tôn Tông Tông chủ, có thể đối chiến phong môn cảnh, bọn họ cho rằng cũng không quá giai đoạn trước mà thôi. Vượt cấp chiến đấu võ giả không phải là không có, nhưng cũng không có quá mức nghịch thiên tồn tại. Nếu như nói có lời, sợ rằng chỉ có Diệp Thần một người. Nhiều cường giả như vậy vây ở mộ huyệt bên ngoài, không có người nào dám bước vào. Chỉ vì là cửa hang truyền tới hơi thở quá mức kiềm chế. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tiểu đạo sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh bỉ nhìn một cái bên cạnh võ giả, sau đó đi vào mộ huyệt bên trong. Còn lại võ giả vẫn không có lên đường. Vậy hai vị hơi thở vượt xa hết thảy ông già dẫn đầu mở miệng trước,
vừa vặn, để cho những người này đi vào thăm dò một chút tình huống, nếu như vô sự, chúng ta lại bước vào không muộn. Diệp Thần ba người tiến vào mộ huyệt bên trong, phát hiện chỉ có ánh sáng yếu ớt. Một hồi trận âm phong thổi qua, Diệp Thần một đôi trong tròng mắt, toát ra một chút cảnh giác thần sắc. Cái mộ huyệt này sợ rằng đã tồn tại vạn năm, bên trong rốt cuộc có cái gì, cũng không ai rõ ràng. Dưới chân của bọn họ, đất đai xốp, một chân đạp xuống, tựa hồ có thể rơi vào bên trong. Bên cạnh phía trên vách tường treo ngọn đèn dầu, trải qua hồi lâu bất diệt, tựa hồ một mực tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.